Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 126. Nói rồi, cô ta lại nhìn sang Diệp Quân, chơi với ngươi lâu qua rồi, có nhiều việc nên kết thúc thôi. Dứ lời, cô ta lập tức giơ một ngón tay về phía Diệp Quân, hắn co đôi con ngươi lại. Đừng nói là bây giờ, dù hắn khôi phục được tu vi thì cũng không tiếp chiêu được của người này. Đúng lúc đó, Diệp An chợt che cho Diệp Quân, cô ấy nói với người bí ẩn, muốn giết đệ đệ của ta à? Đã hỏi ý kiến ta chưa? Hử! Người thần bí cười nói với Diệp An, thế giờ ta hỏi nhé, ta có thể giết hắn chưa? Diệp An, thử xem. Người thần bí gật đầu, được thôi. Nói rồi, cô ta giơ một ngón tay ra, sau đó khẽ điểm một cái. Quỳnh! Ngay sau đó, cả thời không đã cuộn dâng. Các luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa cuốn về phía Diệp Quân và Diệp An. Sức mạnh của chúng đã vượt qua phạm vi của cường giả cảnh giới thần tổ. Nhóm Tà Lâu thấy thế thì vừa ngạc nhiên vừa hào hứng. Đúng như họ đoán. Thực lực của sáng thế đạp điện mạnh hơn họ nghĩ nhiều. Lần đặt cược này đúng là phải trả bằng máu. Nhóm Hách Liên Vũ sau khi chứng kiến thực lực khủng khiếp của người thần bí kia xong thì mặt xám như cho tàn. Tuyệt vọng. Dù tổ tiên của họ có sống lại thì cũng không phải đối thủ của cường giả ở cấp này. Phải công nhận là thực lực của sáng thế đạo điện quá khủng, vượt ngoài hết mọi sức tưởng tượng của họ. Hách Liên Vũ nhìn người thần bí rồi thở dài nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, tộc Hách Liên dám chơi dám chịu. Sau đó, ông ta chỉ còn lại vẻ tuyệt vọng. Diệp An ở phía xa chợt nhắm mắt lại, sau đó xòe tay phải ra, mẹ, con không giữ lời hứa được rồi. Quỳnh. Cô ấp vừa nói dứt câu thì có một luồng ý chí bắn ra từ lòng bàn tay. Ý chí võ thần. Nó bay lên rồi chui vào mi tâm của Diệp An. Khi ý chí võ thần chui vào cơ thể, Diệp An mở mắt ra, sau đó cầm thương chắn trước người. Sức mạnh mà người thần bí phóng ra đã bị đẩy lùi như thủy triều. Thấy thế, tất cả mọi người đều trố mắt ra nhìn. Sức mạnh gì đây? Nhóm Tà Lâu nhíu chặt hàng lông mày lại, sao hai tỷ đệ nhà này lắm con át chủ bài thế? Họ có xuất thân từ đâu? Lai lịch thế nào? Người thần bí ở phía xa chợt bật cười. Ý chí võ thần, thú vị đấy. Diệp An không nói gì mà tiến lên một bước, sau đó một luồng ý chí mạnh mẽ đã lan ra khắp cả thời không. Ý chí võ thần. Nhóm Bùi Thần Hầu nhìn thấy ý chí ấy xong thì cũng biến sắc mặt. Họ đều từng trải rồi, vì thế có thể cảm nhận được sự đáng sợ của ý chí này. Nó không chỉ là một ý chí, mà còn có. Suy nghĩ tỉ mỉ. Bùi Thần Hầu nhìn Diệp Quân và Diệp An, sau đó nói, xem ra người đứng sau họ mạnh hơn mình tưởng nhiều đấy. Ngự Thần Hầu cười nói, thế mới hay chứ. Bùi Thần Hầu không nói gì, Âm Thần Hầu tiếp lời, đúng, nhiều năm qua, ngoài nền văn minh vũ trụ cấp 9 ra. Chúng ta chưa từng gặp đối thủ nào hơn Trình. Không ngờ lại gặp ở vũ trụ cấp dưới này. Các người không thấy có gì đó là lạ à? Bùi Thần Hầu chợt nói. Hai thần hầu kia nhìn cô ta, Bùi Thần Hầu nhìn người thần bí rồi nói, hai người biết người đó không? Ngự Thần Hầu, cô quen à? Âm Thần Hầu cũng tỏ vẻ đầy ngạc nhiên. Nhưng Bùi Thần Hầu chỉ im lặng. Thức thần đang nấp một chỗ thấy luồng ý chí mà Diệp An phóng ra xong thì cũng nhíu chặt mày. Chỉ là một ý chí thôi mà đã mạnh tới vậy, nếu là thực thể thì còn khủng khiếp tới đâu. Thức thần nhìn Diệp Quân và Diệp An rồi cười khẩy, đúng là khiến người ta trông chờ. Trận này càng đánh càng hay. Ông lão phía sau thức thần trầm giọng nói, đoàn trưởng, người thần bí này có thực lực thế nào? Thức thần nhìn người thần bí rồi im lặng. Nhưng ánh mắt lại chứa đầy vẻ nghiêm nghị. Diệp An phóng ý chí võ thần ra xong thì khí tức đã có sự thay đổi rất lớn. Đây là cách bảo mệnh mà mẹ đã để lại cho cô ấy, sau khi ra ngoài lăn lộn, cô ấy chưa từng nghĩ sẽ phải dùng tới. Vì cô ấy muốn tự dựa vào sức mình. Nhưng giờ không dùng không được, vì nếu không dùng thì đệ đệ sẽ bị người ta đánh chết. Người thần bí cười nói, mẹ ngươi để lại cho hả? Diệp An híp mắt lại, người biết mẹ ta ư? Ngươi thần bí, đương nhiên, có ai không biết đến danh tiếng của An Võ Thần chứ?
Không đúng. Diệp An, mẹ ta chưa từng xuất hiện, người đời này hiếm ai biết đến bà, rốt cuộc ngươi là ai? Người thần bí, người đến trò chuyện hay đánh nhau? Diệp An nắm chặt trường thương trong tay, khí tức tăng vọt. Người thần bí, nào, để ta xem ý chí võ thần trong truyền thuyết ra sao. Dứt lời, cô ta đã biến mất. Diệp An tập trung ánh nhìn, sau đó tung trường thương ra. Một tia sáng lạnh xuất hiện. Nhờ có ý thức võ thần mà lúc này, khí tức của Diệp An đã mạnh một cách khác thường, thậm chí còn vượt qua cả cảnh giới thần tổ. Ngay khi cô ấy xuất một thương ra, đã có một bàn tay ngọc ngà đã điểm lên mũi thương. Ầm. Thanh trường thương rung lên dữ dội, thương thế vỡ nát, đến ý chí võ thần cũng bị áp chế. Diệp An vội vàng lùi lại. Sau khi dừng lại, khóe miệng cô ấy đã dính máu, cô ấy ngẩng lên nhìn người thần bí ở phía xa rồi khó tin nói, ngươi. Người thần bí bình tĩnh nói, ý chí võ thần này đúng là rất mạnh, nhưng tiếc là với thực lực hiện giờ của ngươi thì không thể hoàn toàn điều động được hết nó. Nói một cách đơn giản thì giờ ngươi vẫn còn kém lắm. Diệp An im lặng nhìn người thần bí chăm chăm, nhưng trong mắt đã hằn lên tơ máu. Sức mạnh huyết mạch. Sau khi sức mạnh huyết mạch xuất hiện, khí tức quanh người Diệp An lại bùng nổ. Cùng lúc đó, khu vực mà cô ấy đang đứng cũng biến thành một biển máu. Người thần bí ở gần đó nhìn Diệp An rồi chắp tay ra sau lưng, không hề có ý ra tay. Bỗng lúc này, Diệp An đã biến mất. Bù! Một đường thương màu máu cuộn dâng. Thương này không chỉ có sức mạnh huyết mạch hỗ trợ, mà còn có ý chí võ thần thêm sức. Vì thế, ngay khi nó xuất hiện, thời không đã vỡ nát, luồng uy áp mạnh mẽ lan khắp vực Cửu Châu, các sinh linh ở vực đây đều không thể chịu được, sau đó đều nằm phục xuống. Vô vàn các sinh linh đều sững sờ rồi nhìn về phía này. Nhưng, uy lực của thương thế vừa xuất hiện chưa được bao lâu thì đã bị phong ấn của Cửu Châu chủ để lại áp chế triệt để. Tuy thương thế đã biến mất, nhưng nhóm Tả Lâu vẫn còn bàng hoàng. Thực lực gì mà mạnh khiếp vậy? Chỉ một tia ý chí thôi đã khiến Diệp An có được thực lực của cường giả cảnh giới thần tổ, vậy chủ của ý chí này còn mạnh đến đâu? Sau đó, họ biết mình đã đánh giá thấp thế lực đứng sau lưng Diệp Quân và Diệp An rồi. Nhưng vẫn còn may chán. Vì sáng thế đạo điện vẫn mạnh hơn. Mọi người đều nhìn về phía người thần bí thì thấy người đó giơ tay phải ra, sau đó khẽ áp lòng bàn tay xuống phía dưới. Ầm. Cây thương của Diệp An chỉ còn cách người thần bí nửa trượng nữa thì chợt dừng lại, sau đó không thể bay tiếp được nữa. Đúng lúc này, Diệp An chợt xuất hiện phía sau cây thương, sau đó đạp thật mạnh vào đế thương. Oanh! Cây thương tiếp tục bùng nổ sức mạnh đáng sợ, song người thần bí vẫn dửng dưng như không, vậy mà tất cả thương thế cùng sức mạnh huyết mạch lại chẳng thể đến gần cô ta. Diệp An nhìn người thần bí đăm đăm với vẻ hung dữ. Sau đó cô ấy cầm lấy trường thương, sức mạnh huyết mạch trong cơ thể dâng lên như nước rồi tuôn ra. Nhưng dù cô ấy có làm gì đi nữa thì vẫn không thể áp sát người thần bí được. Sau đó, người thần bí chợt phất ống tay áo một cái. Bịch! Thoáng chốc, ngoài ý chí võ thần ra, tất cả sức mạnh huyết mạch cùng thương thế quanh người Diệp An đều tan vỡ, chính cô ấy cũng phải lùi lại thật xa. Diệp An vừa dừng lại thì sức mạnh huyết mạch cùng thương thế lại vỡ nát. Đồng thời không thể ngưng tụ lại được nữa. Hoàn toàn bị chèn ép. Thấy thế, nhóm Tả Lâu hít vào một hơi lạnh, sau đó nhìn người thần bí với vẻ kính nể. Thực lực mà Diệp An thể hiện quá mạnh, nhưng người này còn khủng bố hơn. Vì từ khi bắt đầu đến giờ, lần nào người thần bí ra tay cũng rất nhẹ nhàng và từ tốn, rõ ràng còn chưa dùng tới mấy sức. Rốt cuộc thực lực thật sự của người này mạnh tới đâu? Không ai có thể tưởng tượng nổi. Vì bản lĩnh mà người thần bí thể hiện ra đã vượt khỏi tầm nhận thức của họ. Phải biết rằng giới hạn hiểu biết của họ chỉ ở cảnh giới thần tổ thôi, nhưng thực lực của người này hình như đã vượt qua cảnh giới ấy rồi. Không chỉ nhóm Tả Lâu, mà đến nhóm Bùi Thần Hầu cũng đang thấy khiếp đảm. Thực lực của người thần bí này đến ba bọn họ cũng khó mà nắm bắt được, chính họ cũng thấy người thần bí thâm sâu khó lường. Diệp Quân ở bên ngoài cũng đang thất kinh, hắn nhìn chằm chằm vào người thần bí, không biết rốt cuộc đó là ai.
Trong ấn tượng của hắn thì người có thực lực mạnh như vậy đồng thời không phải ở phe mình thì chỉ có đúng Tịnh Tông Chủ thôi. Nhưng người này chắc chắn không phải Tịnh Tông Chủ. Vì hắn hiểu tính cách của Tịnh Tông Chủ, cô ta không phải kiểu người giấu mình, nếu muốn giết hắn thì cô ta sẽ quang minh chính đại xuất hiện. Diệp Quân lẩm bẩm, Tháp gia, người biết đó là ai không? Tiểu Tháp, ta chỉ là một thứ vô dụng. Diệp Quân. Người thần bí nhìn Diệp An thì thấy sức mạnh huyết mạch cùng thương thế của cô ấy vẫn chưa thể giáp lại được. Đại đạo trấn áp. Nếu không nhờ có ý chí võ thần hỗ trợ thì đòn vừa rồi đủ để khiến Diệp An hồn bay phách lạc rồi. Diệp An hít sâu một hơi, sau đó nắm chặt tay phải, một ý chí võ đạo mạnh mẽ dần xuất hiện trong lòng bàn tay cô ấy. Lúc này, thật lòng cô ấy cũng đang rất dao động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vì cô ấy phát hiện, nếu không có ý chí võ đạo thì khi đối mặt với người thần bí này, cô ấy không thể có bất kỳ một suy nghĩ phản kháng nào. Mà chỉ như một con kiến nhìn thấy rồng hổ. Đây không chỉ đơn giản là chèn ép về mặt cảnh giới, mà là đại đạo, hiểu biết của người thần bí về đại đạo đã vượt qua cô ấy. Hơn nữa, không chỉ là một tầng. Diệp An liếc nhìn người thần bí xong thì cầm chặt trường thương bằng tay trái. Quỳnh. Biết rõ kẻ địch mạnh hơn mình rất nhiều, nhưng cô ấy vẫn làm vậy. Đánh thua là một chuyện, có dám đánh không lại là chuyện khác. Diệp An không cho phép mình yếu đuối, dù phải chết thì cũng phải chết một cách vinh quang. Sức mạnh huyết mạch quanh người cô ấy ngày càng mạnh, khí tức cũng thêm khủng khiếp và có sự biến đổi về chất. Sắp đột phá rồi. Thấy vậy, mọi người ở bên ngoài đều tỏ vẻ sững sờ. Đánh qua đánh lại thế nào lại sắp đột phá rồi. Người thần bí thấy Diệp An sắp đột phá thì không hề ra tay, trái lại đứng yên chờ. Đoàn trưởng thức thần của binh đoàn đánh thuê thức thần nhìn Diệp An rồi khen ngợi, đúng là yêu nghiệt. Phải công nhận là ông ta phải chấn động trước thực lực của Diệp An, đúng là mạnh không tưởng. Khi đối diện với người mạnh hơn mình không biết bao nhiêu lần, Diệp An chẳng những không tuyệt vọng, mà còn tăng ý chí chiến đấu. Ý chí này đúng là vô địch. Nếu hôm nay Diệp An không chết thì sau này chắc chắn sẽ thống trị một phương. Đáng tiếc. Thức thần ngoảnh nhìn người thần bí, người này dám để mặc cho Diệp An đột phá thì chứng tỏ vô cùng tự tin. Ông ta nhíu mày nhìn người thần bí, không biết rốt cuộc người này mạnh đến đâu. Sau đó, khí tức của Diệp An cứ mạnh dần lên, thương thế quanh người cô ấy cũng vậy, nhất là sức mạnh huyết mạch phong ma, có lẽ vì ban nãy bị trấn áp nhiều lần nên nó đã nổi cáu, vì vậy càng tỏa ra khí tức mạnh hơn. Còn người thần bí thì vẫn chờ Diệp An đột phá. Cuối cùng, khí tức của Diệp An đã bùng nổ thật sự. So với trước kia thì cô ấy đã mạnh hơn rất nhiều. Thương thế tỏa ra cũng cuộn dâng như thủy triều, làm thời không dập dềnh như nước. Đột phá rồi. Diệp An mở mắt ra, trong mắt cô ấy là một biển máu. Ngay sau đó, cô ấy đã hóa thành một đường thương rồi biến mất. Cây trường thương xé không bay về phía người thần bí. Lần này, sức mạnh của Diệp An đã hơn trước rất nhiều, thêm ý chí võ thần nữa, có thể nói uy lực một thương của cô ấy đến vài cường giả cảnh giới thần tổ cũng không đỡ được. Người thần bí chợt giơ tay ra điểm nhẹ một cái. Quỳnh! Tất cả thương thế cùng sức mạnh huyết mạch đều tan biến, Diệp An lại bị đẩy lùi. Vẫn bị trấn áp. Sự chênh lệch về thực lực quá lớn. Diệp An vừa dừng lại thì thể xác đã nứt ra ứa máu, thần hồn cũng trở nên mờ ảo. Người thần bí khẽ lắc đầu nói, mẹ ngươi xuất hiện còn chút thú vị, chứ ngươi thì vẫn còn kém lắm. Nói rồi, cô ta ngoảnh sang nhìn Diệp Quân, Diệp công tử, chơi lâu qua rồi, kết thúc thôi nhỉ. Dứt lời, bàn tay của cô ta khẽ ép xuống khu vực của Diệp Quân từ xa. Quỳnh. Cơ thể của Diệp Quân cũng trở nên mờ ảo. Lúc này, hắn chỉ thấy ý thức của mình dần tan biến, hắn đang thật sự biến mất theo kiểu bị loại trừ. Vậy mà, hắn chẳng thể làm gì được. Đúng lúc này, quá khứ ngày xưa lại xẹt qua đầu hắn như ánh chớp. Thành Hoang Cổ, nhà họ Diệp, Nạp Lan Ca, Ngao Thiên Thiên, Từ Thụ, Từ Nhu, Chân Tỷ. Sau đó, hắn chợt phát hiện, cuộc đời con người thật ngắn ngủi. Trong kiếp này, hắn thấy mình vẫn còn nhiều điều nuối tiếc. Hắn còn đang chờ chân tỷ của mình.
hắn không cam lòng, hắn muốn sống. Song lúc này, hắn chỉ có thể chờ chết thôi. Đời người nhiều lúc như vậy, còn trẻ thì ý chí cao hơn trời, tự quyết định số phận của mình. Nhưng sau khi ra ngoài lăn lộn một thời gian thì mới biết thế nào là gian khó, mệnh của mình còn mỏng hơn tờ giấy. Đành vậy. Tuyệt vọng. Khi hắn đang không biết kêu ai thì mới phát hiện mình nhỏ bé tới nhường nào. Diệp Quân chậm chậm ngẩng đầu lên, sau đó hắn chợt nhớ tới lời cô từng nói, đã từng thật sự thấy tuyệt vọng bao giờ chưa? Tại sao cô lại muốn hắn trải qua cảm giác này? Lẽ nào chỉ để cho vui? Không. Cô muốn hắn tự nhìn nhận mình. Nhìn rõ bản thân. Làm chính mình. Chứ không phải là cháu của người đàn ông áo xanh, con trai của kiếm chủ hay cháu của cô gái váy trắng. Tiếc là, hắn đã hiểu ra quá muộn. Đúng lúc này, Diệp An ở trên cao bỗng đốt cháy thể xác, sau đó cô ấy cầm trường thương tấn công người thần bí. Người thần bí ngoảnh lại nhìn Diệp An, Diệp Quân tạm thời được buông tha. Sau khi thoát khỏi trói buộc, hắn chạy nhanh tới cạnh Táng Cương, sau đó rạch vào động mạch trên tay mình rồi đưa tay tới miệng Táng Cương, sau đó run giọng nói, này, mau hút đi. Hắn không muốn chết. Hắn còn phải gặp con mình. Chân tỷ vẫn đang chờ hắn. Hắn phải sống sót. Táng Cương thấy máu nhỏ thì sáng mắt lên rồi hút lấy hút để. Quỳnh. Đúng lúc này, Diệp An lại bị đánh bay. Lần này, khi cô ấy dừng lại thì cơ thể đã vỡ vụn, chỉ còn lại linh hồn mờ ảo. Thấy thế, Diệp Quân đỏ mắt nói, tỷ tỷ, đừng đánh nữa, mau đi đi. Diệp An lườm Diệp Quân rồi mắng, ta là tỷ tỷ của đệ thì sao bỏ đi được. Ta đã nói rồi, chỉ ta mới được bắt nạt đệ, người khác thì không. Nói rồi, linh hồn của cô ấy lại bùng cháy, sau đó cô ấy lại tiếp tục tấn công người thần bí, còn người thần bí thì chỉ khẽ phất ống tay áo. Bụp! Diệp An lại bị đánh bay, khi dừng lại được thì linh hồn cùng thể xác đã biến mất một cách nhanh chóng. Diệp An thều thào, đệ đệ, tự bảo trọng. Dứt lời, linh hồn của cô ấy đã hoàn toàn biến mất. Tỷ tỷ! Mắt Diệp Quân như muốn nứt ra. Người thần bí chợt nhìn sang hắn rồi nói, bình tĩnh, sắp được đi cùng nhau rồi. Cô ta đang định ra tay thì Diệp Quân chợt nhìn sang Táng Cương, Táng Cương, ngươi. Táng Cương ngẩng đầu lên rồi nói, ta không phải Táng Cương, ta là. Nói đến đây, cô bé nghiêm giọng, ta là Tiểu Tịnh. Quỳnh. Thời không phía sau Diệp Quân nứt ra, một người phụ nữ mặc váy trắng chậm chậm đi tới. Người phụ nữ mặc váy trắng trông thoát tục, không nhiễm bụi trần. Khi nhìn thấy người phụ nữ váy trắng xuất hiện, Diệp Phi Nhiên thở phào một hơi, quả nhiên Táng Cương này chính là mấu chốt. Sớm biết nhà đầu này mà khôi phục ký ức là mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ thì hắn đã cho cô bé uống máu lâu rồi, cần gì chịu nhiều khổ cực thế này. Đúng là tự làm khó mình. Khi người phụ nữ váy trắng bước ra, mọi người ở đây đều đổ dồn ánh mắt nhìn. Ai nấy đều thấy tò mò. Đây là ai? Người thần bí ở gần đó nhếch khóe miệng lên nói, thiên mệnh váy trắng. Thiên mệnh váy trắng. Khi nghe người thần bí nói vậy, mấy thần hầu ở phía sau đều ngẩn ra. Bùi thần hầu nhìn người phụ nữ váy trắng rồi nói, bà chính là nữ kiếm tiên váy trắng đứng sau Diệp Quân ư. Cô ta đã từng điều tra về người phụ nữ váy trắng. Trước kia, người này gây sự ở trước sáng thế đạo điện nên đã thu hút sự chú ý của sư phụ. Sau đó sư phụ đã sai cô ta đi điều tra. Có thể nói, mọi căn nguyên đều từ người phụ nữ này mà ra. Người đứng sau Diệp Quân. Nghe Bùi Thần Hầu nói vậy, mọi người lập tức hiểu ra ngay. Cuối cùng thì người thuộc thế lực đứng sau Diệp Quân cũng xuất hiện rồi. Mọi người tò mò quan sát người phụ nữ váy trắng, từ gương mặt thì thấy bà ấy rất bình thường, không có điểm nào đặc biệt cả. Tả Lâu bước ra rồi cười nói, các hạ bây giờ mới xuất hiện để nhặt xác hai tỷ đệ Diệp Quân à. Người phụ nữ váy trắng liếc nhìn Tả Lâu, ông ta híp mắt lại, sau đó chậm chậm nắm chặt tay phải, âm thầm thôi thúc sức mạnh để ra tay bất cứ lúc nào. Tuy người phụ nữ váy trắng này trông có vẻ bình thường nhưng ông ta cũng không dám sơ suất. Cẩn thận vẫn hơn. Người phụ nữ váy trắng chợt giơ một ngón tay ra, thấy thế, Tả Lâu biến sắc mặt rồi nắm chặt đôi tay lại.
một luồng khí tức mạnh mẽ tuôn từ trong người ông ta ra ngoài, sau đó thuận theo cánh tay tập trung ở hai nắm đấm. Ngay khi ông ta định ra tay thì người phụ nữ váy trắng điểm ngón tay một cái rồi nói, quỳ xuống. Quỳnh! Loáng cái, Tả Lâu còn chưa kịp phản ứng gì thì đôi chân đã mềm nhũn và quỳ xuống. Không chỉ Tả Lâu mà mọi người ở đây đều quỳ hết xuống, kể cả người thần bí cùng toàn bộ sinh linh của vực Cửu Châu. Một lời thốt ra mà trấn áp được vạn vật. Tất cả mọi người đều sững sờ. Diệp Quân cũng ngẩn ra. Vì chính hắn cũng đang quỳ. Người phụ nữ váy trắng thờ ơ nhìn nhóm Tả Lâu rồi nói, ta ghét nhất kẻ nào dám đứng nói chuyện với mình. Mọi người nhìn bà ấy như thấy ma quỷ. Sau đó, tam quan của họ sụp đổ. Nhất là khi họ thấy ba vị thần hầu cùng người thần bí cũng đang quỳ, họ cảm giác như mình đã phát điên. Quỳ hết ư? Gì vậy? Không gian im ắng lạ thường. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt rồi nhìn người phụ nữ váy trắng với vẻ khó tin. Thức thần đang núp cũng đã quỳ xuống, ngoài bàng hoàng ra thì ông ta chỉ thấy khiếp sợ. Chỉ một câu nói mà có thể khiến chúng sinh quỳ xuống. Bản lĩnh thần tiên gì vậy? Đây là người đứng sau Diệp Quân ư? Thức thần cảm thấy hơi khó chấp nhận điều này, vì nó đã vượt khỏi nhận thức của ông ta về đại đạo. Đây vốn là điều mà con người không thể làm được. Nhóm Bùi thần hầu cũng đang trố mắt ra nhìn, ai nấy đều như bị sét đánh, đầu óc thì trống rỗng. Họ quỳ rồi ư? Cả ba cứ thế quỳ xuống sao? Không phải họ chưa thử khẳng kháng, vì ban nãy có thử rồi, nhưng không có tác dụng. Dù họ có làm gì thì cũng không đứng lên nổi, tất cả sức mạnh và thần thông đều không thể dùng được. Sau cơn chấn động, họ chỉ thấy sợ hãi. Sợ hãi thật sự. Thực lực của người phụ nữ váy trắng đã vượt khỏi nhận thức của họ, họ mới chỉ từng thấy sự khủng bố này ở một người, đó là sư phụ. Lẽ nào thực lực của người phụ nữ váy trắng này đã gần bằng cấp bậc của sư phụ họ? Nghĩ vậy, nhóm Bùi thần hầu chỉ biết lắc đầu và phủ định suy nghĩ hoang đường đó. Sư phụ là ai cơ chứ? Sao người bình thường có thể so sánh được? Bàn Lăng cũng đang tái mét mặt quỳ dưới đất, sau đó nhìn người phụ nữ váy trắng đăm đăm. Người thấy sợ hãi nhất ở đây là Tả Lâu, ông ta không ngờ người phụ nữ váy trắng này lại đáng gờm đến vậy. Chưa thấy bà ấy ra tay gì mà mình đã quỳ xuống rồi. Đúng là khó tin. Đúng lúc này, Diệp Quân chợt cất tiếng gọi cô cô. Người phụ nữ váy trắng nhìn sang Diệp Quân. Đứng dậy đi. Bà ấy vừa nói dứt câu thì sức mạnh thần bí trên người Diệp Quân đã biến mất. Hắn vội đứng dậy rồi nói, cô, tỷ tỷ. Người phụ nữ váy trắng im lặng nhìn hắn. Diệp Quân bị nhìn như vậy thì lo lắng, đương nhiên hắn vẫn nhớ cô từng nói sau này sẽ không hồi sinh cho ai khác vì hắn nữa. Người phụ nữ váy trắng chợt xòe tay ra, kiếm Thanh Huyên vốn vỡ nát đã ráp lại, sau đó khôi phục như cũ và nằm trong tay bà ấy. Kiếm Thanh Huyên rung lên như muốn nói gì đó. Người phụ nữ váy trắng nhìn thanh kiếm rồi trầm mặc nói, khi khúc cuối sáng, con sẽ thật sự trưởng thành, từ nay trở đi, con phải tự đi một mình, đồng ý không? Nói rồi, bà ấy nhìn Diệp Quân. Diệp Quân không nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu ngay, có ạ. Người phụ nữ váy trắng nhìn hắn rồi nói tiếp, ta cho con một cơ hội cuối cùng, nếu nằm chơi rồi bước tiếp thì cô sẽ bảo vệ con. Còn nếu chọn tự đi trên con đường đại đạo của mình thì tự đi. Diệp Quân trầm mặc. Bây giờ hắn mới thật sự hiểu ý của cô, và cũng biết lần này cô thật sự nghiêm túc. Đúng lúc này, Tháp Gia chợt lên tiếng, tự đi đi. Diệp Quân không ngờ Tháp Gia lại nói vậy nên ngạc nhiên gọi Tháp Gia. Tiểu Tháp nghiêm túc nói, này, người khác có mạnh đến mấy thì cũng kệ họ. Sống trên đời, mình phải mạnh thì mới là vương đạo. Nhiều lúc tự mình tìm lại được sự tôn nghiêm mới sướng. Như cha ngươi ở hệ Ngân Hà chẳng hạn, dù cha ngươi có giàu đến mấy thì đó vẫn là tiền của cha ngươi, ông ấy cho bao nhiêu thì ngươi mới được tiêu bấy nhiêu. Ông ấy mà không cho thì ngươi phải đi xin, nhưng nếu ngươi kiếm ra tiền thì khác, muốn tiêu gì thì tiêu, hiểu chưa? Trải qua chuyện vừa rồi, Tiểu Tháp mới thật sự hiểu ra một điều, tự mình tìm lại tôn nghiêm mới có ý nghĩa. Diệp Quân trầm mặc một lát rồi gật gù, ta hiểu rồi. Dứt lời,
hắn cười nói với người phụ nữ váy trắng, cô, con quyết định tự đi ạ. Người phụ nữ váy trắng, chắc chưa? Diệp Quân gật đầu, chắc ạ. Như Tháp Gia nói, người khác mạnh thì là chuyện của họ, chỉ khi mình mạnh thì mới là vương đạo. Nghe thấy thế, người phụ nữ váy trắng gật đầu, sau đó không nói gì nữa mà điểm một cái lên kiếm Thanh Huyên. Sau đó có tiếng kiếm bay vút lên cao, vang vọng cả vực Cửu Châu. Khúc cuối cùng của kiếm đã sáng. Tiếp theo, một luồng uy áp kiếm thế vô hình đã lan ra, chấn áp mọi thế. Mọi người ở đây đều ngỡ ngàng. Nhóm Bùi Thần Hầu khí tin nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay người phụ nữ váy trắng. Thanh kiếm này đã khiến ba bọn họ nếm mùi đau khổ, trước đó họ đã thấy thanh kiếm này biến thái lắm rồi, giờ nó còn mạnh tiếp lên nữa. Vậy nó còn biến thái đến mức nào? Không thể tưởng tượng nổi. Người phụ nữ váy trắng đưa kiếm cho Diệp Quân, hắn nhận lấy. Ngay khi cầm lấy thanh kiếm, đôi mắt hắn đã mở to, một luồng ý kiếm khủng khiếp từ trong người hắn xông lên trời, xuyên qua tầng mây. Khí tức của ý kiếm đã đột phá giới hạn của hắn, nó đã vượt qua khí tức cảnh giới thần tổ. Hơn nữa còn đang không ngừng lớn mạnh thêm, luồng uy áp ấy khiến mọi người ở đây đều thấy khó thở. Mọi người đều bàng hoàng. Ngoài ra, ý kiếm của Diệp Quân còn có sự thay đổi về chất. Kiếm đạo tăng lên. Bây giờ, không chỉ cảnh giới của bản thân Diệp Quân mà đến cảnh giới của kiếm đạo cũng đang có sự thay đổi. Mọi người nhìn Diệp Quân như nhìn một con quái vật, có thể tăng như vậy ư? Diệp Quân nắm chặt kiếm Thanh Huyên bằng hai tay, sau đó hắn cảm thấy ý kiếm của mình đang có sự thay đổi vô cùng lớn. Lột xác. Diệp Quân rất hào hứng, thậm chí còn thấy cảnh giới thần tổ cũng chỉ là muỗi. Một cảm giác vô địch. Đã lâu hắn không có cảm giác này rồi. Hắn cố đè nén sự hưng phấn trong lòng để tập trung cảm nhận quá trình thay đổi. Không biết bao lâu sau, hắn xòe tay ra thì thấy có một thanh ý kiếm ngưng tụ. Sau đó lại có tiếng kiếm vang lên trời rồi lan khắp vực Cửu Châu, khiến kiếm ở đây đều rung lên khuất phục. Một kiếm xuất hiện, vạn kiếm khuất phục. Diệp Quân mở mắt nhìn ý kiếm trong tay, lúc này hắn thấy ý kiếm đã không còn gì khác biệt với kiếm Thanh Huyên. Kiếm đạo đại thành. Diệp Quân như nghĩ tới điều gì đó nên vội lấy Tiểu Tháp ra bảo, cô, Tháp ra. Tiểu Tháp lập tức rung lên, may mà ngươi vẫn còn nhớ đến ta. Diệp Quân. Người phụ nữ váy trắng nhìn Tiểu Tháp, sau đó nhận lấy rồi điểm nhẹ lên nó. Quỳnh. Tiểu Tháp rung lên, một tia sáng trong người nó bắn lên cao, xuyên qua tầng mây. Dần ra, tia sáng ấy đã chuyển sang màu tím, không chỉ vậy mà đỉnh tháp còn xuất hiện phù văn hình thanh kiếm, nhưng ngay khi mũi kiếm xuất hiện thì người phụ nữ váy trắng đã thu về. Diệp Quân nhìn người phụ nữ váy trắng với vẻ nghi hoặc, bà ấy bình tĩnh nói, phần còn lại cho nó tự tu luyện. Diệp Quân. Tiểu Tháp hào hứng nói, được, ta đã hài lòng lắm rồi, ta sắp vô địch rồi. Diệp Quân. Người phụ nữ váy trắng nhìn sang Táng Cương, lúc này cô bé cũng nhìn bà ấy rồi cười nói, người đó đâu? Người phụ nữ váy trắng, bận rồi. Táng Cương hừ một tiếng. Người phụ nữ váy trắng, ông ấy biết tính ngươi không thích người khác can dự vào chuyện của mình nên chưa ra tay. Táng Cường thoáng trầm mặc rồi nói, ta cũng không trách ông ấy. Người phụ nữ váy trắng chợt nói với Diệp Quân, ta đi đây. Diệp Quân, cô chờ đã, tỷ con. Người phụ nữ váy trắng, nó không chết được đâu. Nói rồi, bà ấy ngoái nhìn bây giờ ở gần đó. Tiếp theo, bà ấy đã biến mất. Đi cùng còn có Táng Cương. Khi người phụ nữ váy trắng biến mất, mọi người đều được trả lại tự do. Nhóm Tả Lâu vội đứng dậy, ánh mắt họ nhìn Diệp Quân đã đầy vẻ kiêng dè. Họ cứ tưởng thế lực phía sau Diệp Quân cũng nhàng nhàng thôi, nhưng sau khi thấy được thực lực của người phụ nữ váy trắng thì họ mới biết thế lực ấy không hề đơn giản. Họ sơ suất quá rồi. Nghiệt xúc. Đột nhiên có một giọng nói vang lên. Sau đó có một người đàn ông trung niên xuất hiện. Người đó chính là Thức Thần. Mọi người đều nghi hoặc nhìn ông ta. Thức Thần tức giận mắng Cổ Lão, nghiệt xúc, dám nhân lúc ta đi vắng rồi làm bậy. Diệp công tử và binh đoàn ta không thù không oán, sao ngươi lại chĩa vào cậu ấy? Cổ Lão ngớ người nhìn Thức Thần,
Ông ta đang định lên tiếng thì đã thấy thức thần tung một quyền tới. Ầm. Cổ lão còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đánh chết tại chỗ. Mọi người. Thức thần nhanh chóng quay sang hành lễ với Diệp Quân. Diệp công tử, thật lòng xin lỗi cậu. Tên này nhân lúc ta bế quan đã đem người đến tấn công cậu. Đúng là tội đáng muôn chết, hy vọng cậu ghi nhận tấm lòng của ta. Sau đó có một chiếc nhẫn bay tới gần Diệp Quân. Bên trong có cả tỷ tiên nguyên tinh, đã thế còn là cực phẩm. Diệp Quân nhìn thức thần và không từ chối, còn nữa không? Thức thần không hề tức giận, trái lại thở phào một hơi rồi vội lấy thêm một chiếc nhẫn nữa ra đưa cho Diệp Quân. Bên trong nhẫn có 500 triệu tiên nguyên tinh cực phẩm. Diệp Quân nhận lấy, thấy thế, thức thần như chút được gánh nặng, ông ta lại hành lễ với Diệp Quân rồi nói, Diệp công tử, từ nay về sau có thể giúp được gì cho cậu thì binh đoàn đánh thuê thức thần chúng ta sẽ không từ chối. Nói xong, ông ta hành lễ tiếp rồi biến mất. Đương nhiên ông ta sẽ không hết lòng với Diệp Quân thật, tuy người phụ nữ váy trắng mạnh thật đó nhưng sáng thế đạo điện cũng đâu vừa. Với ông ta mà nói thì giờ rút quân là sự lựa chọn tốt nhất. Thức thần đi rồi, Bàn Lăng chợt xuất hiện, cô ta hành lễ với Diệp Quân rồi nói, Diệp công tử, ta rất xin lỗi về chuyện ban nãy, hy vọng. Diệp Quân chợt giơ kiếm. Phụt. Đầu của Bàn Lăng đã bay đi. Máu tươi chảy ra như thác. Diệp Quân nhìn cái đầu rồi bình tĩnh nói, ta tha thứ cho cô. Mọi người. Giết thật luôn. Khi trông thấy cảnh này, những người vẫn còn chút tâm cơ ở đây đều biến sắc mặt. Bây giờ đầu hàng hình như hơi muộn rồi. Sau đó, nhóm Tả Lâu cũng lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu được thì ông ta cũng muốn được giống như thức thần, giờ lựa chọn đầu hàng thì bét ra cũng té được, như vậy sẽ không dính dáng tới ân oán của Diệp Quân và sáng thế đạo điện nữa. Nhưng tiếc là ông ta biết rõ đây là điều không thể. Sau đó, ông ta mới nhớ tới lời nói của con gái mình Cửu Châu chủ chưa có tư cách nhận Diệp công tử làm đồ đệ. Khi ấy, ông ta thấy câu nói này thật nực cười, nhưng giờ xem ra kẻ nực cười lại chính là mình. Một bước sai thì các bước còn lại đều sai hết. Nhưng hình như vẫn chưa tới bước đường cùng. Tả Lâu chậm chậm ngoái lại nhìn người thần bí, tuy ban nãy người này cũng phải quỳ xuống, nhưng ông ta nghĩ sáng thế đạo điện vẫn còn con át chủ bài cuối. Không thì sao người phụ nữ váy trắng không giết nhóm người thần bí luôn? Chắc chắn bà ấy lo sợ điều gì đó. Nghĩ vậy, Tả Lâu bỗng thấy đỡ lo hơn. Nhóm Hòe Hầu cũng đang nhìn người thần bí, lúc này họ cũng không còn đường lui nào nữa nên người thần bí và sáng thế đạo điện chính là tia hy vọng cuối cùng của họ. Sau khi giết Bàn Lăng, Diệp Quân ngẩng lên nhìn người thần bí, lúc này cô ta cũng đang nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Sau đó Diệp Quân chợt biến mất. Bù! Có tiếng kiếm vang lên. Ngay sau đó đã có một thanh kiếm tấn công người thần bí. Cô ta lập tức điểm hai ngón tay cùng lúc. Quỳnh! Đường kiếm bị đánh bay, Diệp Quân quay về chỗ cũ. Sau khi dừng lại, Diệp Quân nghiêm mặt nhìn người thần bí. Người thần bí nói, từ giờ trở đi, cô và cha ngươi sẽ không giúp ngươi nữa. Diệp Quân hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Nhưng người thần bí chỉ mỉm cười nhìn hắn. Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Dứt lời, cô ta quay người bỏ đi. Nhóm Bùi Thần Hầu thấy nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều mà đi theo luôn. Nhóm Tả Lâu cũng chạy vội. Loáng cái, chỉ còn mình Diệp Quân ở lại. Diệp Quân nhìn về phía người thần bí rời đi rồi nghĩ thầm, tháp ra, có đoán được thân phận của người đó không? Tiểu tháp, không quan trọng, tiểu tử, đừng trách ta không nhắc ngươi. Con đường sắp tới, chúng ta phải tự dựa vào mình, cho nên muốn tốt thì mau nghĩ cách nên đi thế nào đi. Diệp Quân gật gù, ta hiểu rồi. Tiểu tháp nhắc nhở tiếp, phải hiểu thật đấy. Theo kinh nghiệm nhiều năm của ta, thường sau khi đột phá thì không oách nổi quá 3 ngày, vì thế ngươi cần nghĩ cho kỹ. Diệp Quân, đến lúc đi gặp chân tỷ rồi. Ngay sau đó, trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh của một cô gái xinh đẹp tuyệt thế. Tiểu tháp, có phải ngươi đoán ra thân phận của người thần bí rồi không? Diệp Quân không trả lời, sau đó dựng kiếm lên rồi loáng cái đã biến mất.
hắn không đến kiếp giới ngay mà tới nhà họ Tả ở Thần Châu trước, nhưng ở đây không có gì cả. Tả Lâu biết chắc chắn Diệp Quân sẽ trả thù nên đã sớm truyền âm bảo các người nòng cốt của nhà họ Tả rời đi, sau đó đến nương nhờ sáng thế đạo điện. Diệp Quân đang định bỏ đi thì chợt có tiếng bước chân vang lên sau lưng. Diệp Quân ngoái lại nhìn, có một cô gái hiểu điệu đang đứng gần đó, người này chính là Tả Nhạn. Trông thấy Tả Nhạn, Diệp Quân hơi sững người rồi cười nói, Tả Nhạn cô nương. Tả Nhạn, chúng ta vẫn là bạn chứ? Diệp Quân gật đầu. Thấy thế, Tả Nhạn mỉm cười, chúc mừng huynh, thực lực đã tăng lên quá nhiều. Diệp Quân, cảm ơn. Tả Nhạn, có hứng đi dạo vũ trụ với ta không? Diệp Quân cảm thấy hơi ngạc nhiên với lời mời đột ngột của Tả Nhạn. Tả Nhạn nghiêm túc hỏi, đi không? Diệp Quân, ta còn có việc phải làm. Tả Nhạn trầm mặc một lát rồi nói tiếp, vũ trụ lớn thế này nên có nhiều chỗ để chơi lắm, huynh không đi thật à? Diệp Quân thấy có gì đó là lạ nên nói, cô muốn nói gì? Tả Nhạn im lặng. Thấy cô ấy không muốn nói, Diệp Quân, Tả Nhạn cô nương, với ta thì nhà họ Tả là kẻ thù. Nhưng cô thì là bạn, hẹn gặp lại. Dứt lời, hắn quay người bỏ đi. Khoan đã. Tả Nhạn chợt lên tiếng. Diệp Quân ngoái lại nhìn cô ấy với vẻ nghi hoặc. Tả Nhạn, ngoài khả năng phân biệt người tốt kẻ xấu bẩm sinh ra, ta còn có thể biết được số mệnh và khí vận của người khác. Huynh biết không, bây giờ, số kiếp đặc biệt của huynh đã biến mất, số mệnh lúc ta mới gặp huynh là vô địch, không thể chết. Nhưng giờ chỉ mạnh hơn yêu nghiệt bình thường một chút thôi. Huynh có biết điều này có nghĩa là gì không? Diệp Quân trầm mặc. Cô không hề nói đùa với hắn. Tả Nhạn, hơn nữa, số mệnh của huynh còn liên tục yếu đi. Không chỉ thế, khí vận trên người huynh cũng đang tiêu tán dần, giờ gần như còn không có. Diệp Quân mỉm cười, Tả Nhạn cô nương, cảm ơn cô. Dứt lời, Diệp Quân xòe tay ra. Một chiếc chân bay tới gần Tả Nhạn, bên trong nhẫn có 1.5 tỷ tiên nguyên tinh cực phẩm mà thức thần đưa cho hắn. Tả Nhạn thấy ngờ vực. Diệp Quân cười nói, chắc ta không còn cơ hội tiêu tiền nữa, cô thay ta đi ngắm cảnh đẹp của vũ trụ đi. Dứt lời, hắn bỏ đi. Tả Nhạn chợt run giọng nói, ta đi với huynh, ta có thể hút vận may tránh tà khí, như vậy có thể giúp huynh tránh khỏi một kiếp nạn. Diệp Quân lắc đầu, chân tỷ đang chờ ta rồi. Tả Nhạn sốt sắng nói, ta có dự cảm huynh đi chuyến này sẽ không về nữa, mà dự cảm của ta luôn đúng. Diệp Quân ngẩng lên nhìn bầu trời sao rồi nói, ta cũng không cần phải quay về. Nói rồi, hắn ngự kiếm và biến mất. Tả Nhạn nhìn bầu trời sao rồi tức đến mức dậm chân, ngu ngốc, rốt nát. Diệp Quân đang ngự kiếm bay trên trời. Tiểu Tháp hỏi, người biết người thần bí là ai rồi đúng không? Diệp Quân gật đầu. Tiểu Tháp, chuẩn bị xong chưa? Diệp Quân, đương nhiên. Nói rồi, hắn ngẩng lên nhìn về phía chân vũ trụ rồi nói, chân tỷ, ta đến đây. Loáng cái, hắn lại biến mất. Núi Phạn Tịnh của hệ Ngân Hà. Mây trắng cuồn cuộn trên đỉnh núi. Có hai người đàn ông trung niên ngồi xếp bằng trước một đại điện, một trong số đó chính là chủ nhân Bút Đại Đạo, người ngồi đối diện ông ta là Vô Biên Chủ. Giữa họ là một bàn cờ. Chủ nhân Bút Đại Đạo kẹp một quân cờ trắng đang định hạ xuống, đột nhiên ông ta nhíu mày rồi nhìn về phía chân trời. Vô Biên Chủ nhấp một ngụm rượu rồi hỏi, sao thế? Chủ nhân Bút Đại Đạo nhìn về phía chân trời hồi lâu rồi khẽ đáp, số kiếp thiên mệnh trên người tiểu tử kia biến mất rồi. Vô Biên Chủ ngẩn ra. Chủ nhân Bút Đại Đạo thoáng trầm mặc rồi nói, sắp biến thiên rồi. Vô Biên Chủ, là sao? Chủ nhân Bút Đại Đạo nhìn sang phía khác, sau đó hạ quân cờ xuống rồi nói, số kiếp thiên mệnh biến mất thì có nghĩa là gì? Nói rồi, ông ta nhìn Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ đã hiểu, sau đó nói, ông định làm gì? Chủ nhân Bút Đại Đạo im lặng hạ một quân cờ xuống rồi mới nói, một nhà độc quyền mãi cũng không phải chuyện tốt. Tuế Nguyệt Trường Hà. Có một cái xích đu được bày trước một trấn nhỏ. Một cô gái mặc áo bào trắng đang nằm nhắm mắt trên đó, tay thì ôm một con búp bê vải. Đó chính là Tịnh Tông Chủ. Tịnh Tông Chủ bỗng mở mắt,
sau đó nhìn xuyên qua Tuế Nguyệt Trường Hà và vô vàn các vũ trụ tinh hạ thấy một người. Loáng cái, cô ta đã nhíu chặt mày. Sau đó, một ảo ảnh đã xuất hiện bên cạnh cô ta. Ảo ảnh lễ phép nói, tông chủ, ta đã chiêu mộ được 39 người, nhân phẩm đều rất tốt, có thể vào vũ trụ quan huyên bất cứ lúc nào. Không cần đâu. Tịnh tông chủ đáp. Ảo ảnh nghi hoặc nhìn cô ta. Tịnh tông chủ bình tĩnh nói, tạm thời ngừng chiêu mộ người, cứ chờ đã. Tuy ảo ảnh thấy rất lạ, nhưng thấy tịnh tông chủ không nói lý do thì cũng không dám hỏi, sau đó chỉ hành lễ rồi rời đi. Tịnh tông chủ lại nhắm mắt, sau đó khẽ vỗ vào tay vịn của Xích Đu, không biết cô ta đang nghĩ gì. Kiếp giới, chân vũ trụ. Đột nhiên có một đường kiếm đáp xuống kiếp giới, sau khi đường kiếm tản đi thì Diệp Quân xuất hiện. Lúc này, hắn mặc một chiếc áo bào màu xanh, tuy không xa hoa nhưng sạch sẽ gọn gàng. Tay trái hắn đang cầm kiếm Thanh Huyên. Diệp Quân nhìn sâu bên trong kiếp giới, so với lần trước hắn đến thì khí tức mà vũ trụ kiếp tỏa ra đã mạnh hơn. Vũ trụ kiếp luôn không ngừng thay đổi mỗi ngày. Diệp Quân chậm rãi đi sâu vào bên trong kiếp giới, lúc này hắn không chỉ có thể cảm nhận được vũ trụ kiếp, mà còn cảm nhận được khí tức của chân tỷ. Khí tức quen thuộc. Sau đó, từng cảnh tượng hiện ra trong đầu hắn. Hệ Ngân Hà. Miêu Trại. Sau đó, Diệp Quân nhoẻn miệng cười. Thời gian qua, hệ Ngân Hà thật khiến người ta nhớ nhung. Tiếc là sau này không còn cơ hội trở lại nữa. Đúng lúc này, hắn chợt dừng bước, thời không gần đó bỗng nứt ra, người thần bí kia chậm chậm bước tới, phía sau chính là nhóm Bùi Thần Hầu. Diệp Quân nhìn người thần bí với vẻ bình tĩnh như đã biết trước. Người thần bí nhìn hắn rồi nói, đến một mình thôi à? Diệp Quân gật đầu. Người thần bí tự tin vậy ư? Diệp Quân, ta định đến muộn một chút, nhưng tiếc là các người không cho ta thời gian, đúng không? Người thần bí gật đầu, rất đúng. Diệp Quân bước về phía người thần bí, công nhận là cô bày binh bố trận rất giỏi, giờ ta mới hiểu. Người thần bí cười nói, xem ra ngươi đã biết ta là ai rồi. Diệp Quân, ta không ngờ cô lại có quan hệ với Sáng Thế Đạo Điện. Người thần bí, đương nhiên rồi, vì ta chính là một trong các thần hầu của họ mà. Nhưng ta là thần hầu mạnh nhất. Diệp Quân, ta nên gọi ngươi là Phản Thần Hầu hay Phản Điện Chủ? Ha ha! Sau tiếng cười đó, người thần bí đã tháo mặt nạ, để lộ ra dung nhan mỹ miều. Phản Chiêu Đế! Phản Chiêu Đế! Diệp Quân nhìn cô gái trước mặt với vẻ phức tạp, tuy hắn đã đoán ra lâu rồi, nhưng khi sự thật phơi bay thì vẫn hơi ngạc nhiên. Vì hắn thật sự không ngờ Phản Chiêu Đế lại ẩn nhẫn như vậy. Nghe thấy vậy, Phản Chiêu Đế cười nói, người phát hiện ra khi nào? Diệp Quân, có thể phá hỏng kiếm Thanh Huyên và biết ta thì chỉ một, hai người thôi. Một là Tịnh Tông Chủ, hai là Phản Chiêu Đế cô. Tịnh Tông Chủ thì chắc chắn không phải nên chỉ còn mỗi cô. Hơn nữa, cô có lý do làm vậy, vì ác đạo. Ban đầu, Diệp Quân chưa đoán ra thân phận của Phản Chiêu Đế ngay là vì hắn nghĩ cô ta sẽ không dám làm vậy. Dẫu sao cô ta cũng từng được cô cải tạo, mà người được cô làm vậy thường sẽ ngoan ngoãn vâng lời, không thể làm ra chuyện này được. Nhưng sau đó hắn phát hiện việc này không hề đơn giản như hắn nghĩ. Ác đạo. Đây chính là điểm mấu chốt. Phản Chiêu Đế có thể dễ dàng từ bỏ ác đạo ư? Để cứu ác đạo Minh gần như truy sát toàn điện, sao cô ta có thể dễ dàng từ bỏ? Đương nhiên. Dù vậy thì hắn cũng không dám chắc 100% người thần bí chính là Phản Chiêu Đế. Dẫu sao, Phản Chiêu Đế cũng đã biết về thực lực của cô váy trắng rồi. Nhưng khi hắn nghe Tả Nhạn nói xong thì đã hiểu ra. Số kiếp thiên mệnh biến mất. Số mệnh yếu dần. Cô ta đang chờ giây phút này. Mục đích của cô ta đương nhiên là vì ác đạo, vì thế tuy hắn biết lần này đến kiếp giới sẽ rất nguy hiểm, nhưng vẫn phải tới. Vì chắc chắn cô ta sẽ đến cứu ác đạo. Phản Chiêu Đế bật cười nói, Diệp công tử, còn một người bạn nữa muốn gặp ngươi đấy. Cô ta vừa nói dứt câu thì thời không gần đó đã nứt ra, sau đó có một người đàn ông xuất hiện. Đó chính là Nguyễn Thương. Nguyễn Thương nhìn Diệp Quân rồi nói, Diệp công tử,
chúng ta lại gặp nhau rồi. Diệp Quân nhìn gã rồi lại nhìn sang Phản Chiêu Đế, Phản cô nương, cô làm nhiều việc như vậy chỉ để chờ số kiếp thiên mệnh của ta biến mất thôi à? Phản Chiêu Đế gật đầu, ừ. Diệp Quân, giờ số kiếp thiên mệnh của ta biến mất rồi. Phản Chiêu Đế lắc đầu nói, Diệp công tử, xem ra ngươi vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Đương nhiên cũng có lý do, dẫu sao ngươi cũng mới tăng thực lực. Bây giờ, ngươi chắc chắn đang rất tự tin, tiếc là ta phải nói cho ngươi biết trật tự kiếm đạo của ngươi chưa đại thành thật sự đâu. Diệp Quân cười nói, Phản cô nương, cô nghĩ giờ chúng ta nói chuyện có ý nghĩa gì không? Phản Chiêu Đế cười nói, muốn đánh nhau rồi à? Diệp Quân gật đầu, ta muốn xem thực lực thật sự của cô đến đâu. Phản Chiêu Đế lắc đầu, đối thủ của ta không phải ngươi. Diệp Quân nhíu mày. Đúng lúc này, thời không bên cạnh Phản Chiêu Đế lại nứt ra, một người đàn ông mặc đạo bào xuất hiện. Khi nhìn thấy người đàn ông ấy, Diệp Quân ngẩn ra. Đạo sĩ Trương. Đạo sĩ Trương cười nói, Diệp công tử có ngạc nhiên không? Diệp Quân nhìn y rồi nói, huynh cũng là người của Sáng Thế Đạo Điện à? Đạo sĩ Trương, đúng vậy, ngoài bốn đại thần hầu ra thì Sáng Thế Đạo Điện còn có hai đại tôn sử, ta là một trong số đó. Y vừa nói dứt câu thì có một hòa thượng bước ra từ phía sau. Diệp Quân nhìn sang Phản Chiêu Đế rồi dựng ngón tay cái, đỉnh đấy. Phản Chiêu Đế cười nói, Diệp công tử, vẫn còn chuyện đỉnh hơn cơ. Nhưng không biết ngươi có cơ hội nhìn thấy hay không thôi. Diệp Quân miết ngón cái vào chuôi kiếm rồi nói, thế à? Phản Chiêu Đế nói với đạo sĩ Trương, tỉ thí với Diệp công tử đi. Đạo sĩ Trương cười đáp, được thôi. Nói rồi, y vùng cây phất trần lên. Loáng cái, đạo sĩ Trương và Diệp Quân đã ở trong một thời không đặc biệt, bốn bể bên trong thời không này đều tản ra phù văn kỳ dị. Đạo sĩ Trương cười nói, Diệp công tử, đây là thế giới huyền thiên do ta tạo ra, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, cứ tha hồ mà thể hiện. Diệp Quân gật đầu, sau đó không nhiều lời mà tiến lên ngay. Quỳnh! Kiếm thế như thủy triều. Lúc này, kiếm thế của hắn đã khác hẳn lần trước. Kiếm thế ấy vừa xuất hiện thì đã như dòng thác lớn cuộn dâng, làm cả thế giới huyền thiên dâng trào. Đạo sĩ Trương cười nói, đến đúng lúc lắm. Đây là một loại lôi kiếp, chỉ khi sắp đạt tới cảnh giới thần tổ thì mới xuất hiện. Có thể nói muốn tiến vào cảnh giới thần tổ thì ngoài việc có khí thức thần nguyên ra thì cần phải trả qua lôi kiếp nữa. Đại đạo thần kiếp. Từ xưa đến nay đã có rất nhiều thiên tài ngã xuống vì đại đạo thần kiếp, chỉ một đường lôi uy đã đủ để hủy diệt vô vàn các thế giới văn minh vũ trụ rồi. Nếu là Diệp Quân trước lúc đột phá thì chỉ cần một luồng lôi uy này thôi cũng đủ giết chết hắn rồi. Nhưng bây giờ... Quỳnh! Kiếm thế quanh người Diệp Quân như cuộn dâng, kiếm thế này của hắn đã chặn đứng uy áp của thần lôi. Khi thần lôi giáng xuống, Diệp Quân lập tức biến thành một đường kiếm rồi lao vút lên cao, chém mạnh vào thần lôi ấy. Theo đường kiếm của Diệp Quân, thần lôi kia rung lên dữ dội, sau đó nổ tung. Lôi uy nó sinh ra đã khiến Diệp Quân bị đánh bay ra ngoài. Diệp Quân đã phải lùi lại xa tít. Vô vàn mảnh vỡ lôi quang bắn tung tóe trước mặt hắn, trông vô cùng đáng sợ. Diệp Quân nhìn kiếm thanh huyên trong tay, giờ cả cánh tay hắn tê dần và còn mất cảm giác. Đúng lúc này, đạo sĩ Trương chợt cười nói, nghe danh kiếm thanh huyên kỳ diệu đã lâu, quả nhiên là vậy, mạnh quá. Nói rồi. Y chợt giơ hai ngón tay về phía Diệp Quân, tâm lôi kiếp, lên. Oanh! Diệp Quân ở phía xa co đôi con ngươi lại, sâu trong người hắn có sấm hỏa diệm âm thầm nổi lên trong lục phủ ngũ tạng rồi lan tới toàn thân. Tâm lôi kiếp! Đại thần thông của đạo gia! Một khi con người tu luyện thì chắc chắn sẽ phải trải qua vô vàn kiếp nạn. Sự khủng khiếp của tâm lôi kiếp là một khi thi triển thì những kiếp nạn mà đối thủ từng trải qua sẽ xuất hiện trở lại. Vô vàn kiếp nạn trỗi dậy bằng hình thức thần lôi một lúc sẽ khiến ngũ tạng của đối thủ hóa chành cho, tư chi mục nát, xương cốt gãy vụn, thần hồn tiêu tán, đạo hành bao năm đều biến thành mây khói. Khi Diệp Quân phát hiện tâm lôi kiếp xuất hiện trong người mình, hắn chợt biến sắc mặt, vì hắn chưa từng gặp tình trạng này. Nhưng hắn bình tĩnh lại rất nhanh, sau đó cầm chặt kiếm thanh huyên xuyên qua bụng mình.
Kiếm Thanh Huyền cắm sâu vào bụng hắn cho tới tận tâm lôi, sau đó kiếm Thanh Huyền đã trấn áp tâm lôi kia. Tâm lôi đó không chịu được sức mạnh của kiếm Thanh Huyền rồi bắt đầu tiêu tán. Nhưng đúng lúc này, đạo sĩ Trương chợt lên tiếng, vạn kiếp chí. Nhưng ngay sau đó, trong thế giới huyền thiên chợt xuất hiện vô vàn tâm lôi kiếp bùng cháy. Các tâm lôi kiếp này đều là được hắn thu tập trong các văn minh vũ trụ suốt nhiều năm qua. Một tâm lôi kiếp ứng với một cường giả tuyệt thế ngã xuống, vì tâm lôi kiếp của hắn có thể cắn nuốt tu vi của chủ thể. Ngay khi các tâm lôi kiếp xuất hiện, cả thế giới huyền thiên đã trở nên mờ ảo, vì nó không thể chịu được sức mạnh của lôi kiếp này. Mỗi lần đạo sĩ Trương ra tay gần như đều dốc hết toàn lực, vì y cũng không dám coi thường Diệp Quân. Sau khi đột phá, thực lực của Diệp Quân đã trên cả cảnh giới thần tổ, nhất là kiếm Thanh Huyền và ý kiếm đều mạnh đến mức không tưởng. Ví dụ như ban nãy, nếu là bình thường thì Diệp Quân chắc chắn không thể chống đỡ được tâm lôi kiếp của y. Nhưng chẳng những Diệp Quân làm được, mà còn phá hủy tâm lôi kiếp của y. Điều này khiến y rất ngỡ ngàng, cũng chính vì thế mà y mới phải dùng đến sát chiêu của mình. Diệp Quân dùng kiếm Thanh Huyền phá hủy tâm lôi kiếp trong người mình xong thì nhìn quanh. Khi hắn nhìn thấy các tâm lôi kiếp đó thì vẻ mặt chợt nghiêm lại, hắn có thể cảm nhận rõ ràng luồng sức mạnh khủng bố ẩn chứa trong tâm lôi kiếp. Nếu là hắn của trước kia thì dù có cầm kiếm Thanh Huyền cũng không thể chặn được các tâm lôi kiếp này. Trong lúc Diệp Quân đang suy tư thì đạo sĩ Trương đã ra một quyết định rồi nói, lên. Quỳnh. Sau đó, vô vàn tâm lôi kiếp chợt rung lên mạnh mẽ, loáng cái chúng đã biến thành các ngọn lửa rồi gộp lại thành một trụ sấm hỏa diễm khổng lồ. Đạo sĩ Trương chỉ vào Diệp Quân rồi quát, tiêu diệt. Trụ sấm hỏa diễm đó lao về phía Diệp Quân. Luồng uy áp mạnh mẽ ẩn chứa bên trong nó đã khiến cả thế giới huyền thiên phải dung hóa. Diệp Quân cầm chặt kiếm Thanh Huyền bằng tay phải. Hắn chậm chậm nhắm mắt lại, sau đó không gian như trở nên yên tĩnh, hắn có thể cảm nhận rõ mọi thứ. Tuy có hơi dập dềnh nhưng hắn vẫn cảm nhận được. Tĩnh tâm. Tập trung. Xuất kiếm. Khi Diệp Quân xuất kiếm, có một tiếng vun vút lao tít lên cao. Ngay sau đó, kiếm Thanh Huyền đã chém lên trụ sấm hỏa diệm. Cheng! Một tiếng động lớn vang lên, trụ sấm đã nổ tung, thế giới huyền thiên cũng bắt đầu nứt ra. Dư chấn do hai luồng sức mạnh tạo ra đã đánh Diệp Quân bay ra xa, khi dừng lại thì quanh người hắn đã bốc cháy. Cùng lúc đó, lại có một tâm lôi kiếp sinh ra trong người hắn. Lần này, Diệp Quân không dùng tới kiếm Thanh Huyền nữa, mà động tinh thần, ý kiếm trong người hắn đã xuất chinh. Sau đó, tâm lôi kiếp trong người hắn đã bị trấn áp và trừ khử, ngọn lửa cháy quanh người hắn cũng bị dập tắt ngay. Diệp Quân ngẩng lên nhìn đạo sĩ Trương thì thấy y đang cầm một nhúm lửa sấm. Y cười nói, kiếm ý mạnh quá. Diệp Quân không thèm đáp lời mà biến mất ngay, gần như ngay sau đó lửa sấm trong tay đạo sĩ Trương đã biến thành một cột lửa rồi bay ra ngoài. Quỳnh! Một luồng khí tức đáng sợ lan ra. Sức mạnh của nó đã áp chế được kiếm thế mà Diệp Quân tung ra. Trong thế giới huyền thiên gần tan vỡ, kiếm quang và hỏa quang va chạm vào nhau dữ dội giống như hai tinh cầu. Ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, vốn dĩ thế giới huyền thiên đã sắp tan vỡ cũng không thể chịu đựng được sức mạnh của hai người, lập tức chôn vùi, biến thành một không gian tối tăm. Diệp Quân dùng một nhát kiếm cứng rắn cắt đứt trụ sấm hỏa diễm kia. Nhưng chính hắn cũng bị sức mạnh khủng bố bộc phát trong đó đánh bay ra ngoài, trong quá trình bị đánh bay ra ngoài, cơ thể và thần hồn của hắn cũng bị thiêu đốt. Không phải do hắn chủ động thiêu đốt, mà là sức mạnh của trụ sấm hỏa diễm bao trùm lên người hắn, một cảm giác nóng phỏng lan ra khắp toàn thân. Vẻ mặt Diệp Quân bình tĩnh, tay phải cầm kiếm rung động, một luồng kiếm thế quét tự do từ trong ra ngoài, trong nháy mắt, trụ sấm hỏa diễm bao trùm trên người biến mất sạch sẽ. Nhưng khi hắn dừng lại, khóe miệng lại có một vết máu tươi tràn ra. Ở chỗ xa, tay phải đạo sĩ Trương cầm phất trần, tay trái bấm quyết, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, thường nói kiếm tu là khó đối phó nhất, quả nhiên, nào, tiếp tục. Nói xong, tay trái của y đột nhiên vươn về trước, sau đó bỗng nắm chặt. Trong thời không rách nát, một bàn tay khổng lồ to lớn đột nhiên ngưng tụ xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Quân. Bàn tay khổng lồ này được vô số phù văn ngưng tụ thành, khoảnh khắc khi nó xuất hiện, một luồng khí tức cổ xưa thăng trầm đột nhiên lan tràn ra trời đất,
giống như tới từ hàng tỷ năm trước. Bàn tay thượng thương. Bên ngoài, khi hòa thượng đằng sau Phản Chiêu Đế nhìn thấy bàn tay này, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Bàn tay thượng thương. Khi nghe được hòa thượng nói, sắc mặt của ba người Bùi Thần Hầu đều rất ngạc nhiên, rất sốc, rất bất ngờ. Thượng thương. Trong vũ trụ này, không nhiều người biết đến người này, nhưng trong nền văn minh vũ trụ cấp 9 thì lại như sấm bên tai, ngay cả phụ nữ và trẻ em cũng biết. Bởi vì thượng thương là một nhân vật vô cùng khủng bố trong nền văn minh Thiên Mộ, đằng sau còn nhận được truyền thừa của Thiên Mộ trong truyền thuyết, mà từ khi nền văn minh ra đời tới nay, trong toàn bộ nền văn minh Thiên Mộ, người có thể nhận được truyền thừa Thiên Mộ, không quá 10 người. Bàn tay thượng thương này chính là một thuật thần thông mà ông ta từng sáng tạo ra, mạnh mẽ vô cùng, thần thông khủng bố từng đè ép một thời đại. Mọi người đều hơi bất ngờ, không ngờ tên đạo sĩ Trương này lại học được thuật thần thông này. Phản Chiêu Đế nhìn thoáng qua bàn tay thượng thương kia đầu tiên, chỉ cười nhạt, sau đó cô ta liếc mắt nhìn kiếp giới một cái. Trong thời gian huyền thiên đã rách nát kia, khi bàn tay thượng thương xuất hiện, một sức mạnh của đại đạo không thuộc về thế giới này đột tràn ra khắp trời đất, uy áp này đã lắng đọng qua vô số năm tháng, khi nó giáng xuống thế giới này, giống như hàng chục ngàn con sóng lớn ập tới, khiến người ta hít thở không thông. Khi cảm nhận được uy áp khủng bố này, vẻ mặt Diệp Quân cũng trở nên nghiêm trọng chưa từng có, nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn đanh lại, chân phải đột nhiên dậm một cái, toàn thân hóa thành hàng chục ngàn luồng kiếm quang đột nhiên toát lên từ mặt đất. Tay trái là ý kiếm. Tay phải là thanh huyên. Giờ khắc này, kiếm thế và tinh thần chiến đấu của Diệp Quân đạt tới một trình độ vô cùng khủng bố. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hai thanh kiếm của Diệp Quân hung hăng chém về phía bàn tay thượng thương kia. Hắn lựa chọn đối đầu trực diện. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang vọng trong thế giới huyền thiên, ngay sau đó, sóng xung kích do hai sức mạnh sinh ra đột nhiên khuếch tán. Diệp Quân cũng bị làn sóng xung kích này làm rung chuyển lùi lại liên tục, trong quá trình lui về, thân thể hắn hơi nứt lìa từng chút, máu tươi tràn ra không ngừng. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Diệp Quân cũng dừng lại, nhưng giờ phút này, thân thể hắn đã tàn tạ vô cùng, ý thức cũng có phần mơ hồ. Trong trời đất, luồng uy lực của thượng thương vẫn tồn tại như cũ, hơn nữa còn đang từng bước xâm chiếm kiếm thế của hắn không ngừng. Bên ngoài, đám người Bùi Thân Hầu nhìn chằm chằm vào Diệp Quân. Mặc dù giờ phút này Diệp Quân đang ở thế yếu, nhưng bọn họ vẫn bị thực lực của Diệp Quân làm cho khiếp sợ. Đó là bàn tay thượng thương đấy. Một loại thuật thần thông đến từ nền văn minh vũ trụ cấp 9, hơn nữa, còn không phải là loại thuật thần thông bình thường, tuy khả năng của đạo sĩ Trương chưa tu luyện tới mức cực hạn, nhưng cũng đã cực kỳ khủng bố. Bàn tay này hoàn toàn có thể dễ dàng xóa bỏ nền văn minh vũ trụ cấp 7. Nhưng giờ phút này, Diệp Quân lại có thể gắng gượng chịu đựng được. Phản Chiêu Đế đứng đầu nhìn chằm chằm vào Diệp Quân trong thế giới huyền thiên đã vỡ nát, ánh mắt bình tĩnh. Đối diện với Diệp Quân, đạo sĩ Trương cũng hơi kinh ngạc, y đánh giá liếc mắt nhìn Diệp Quân, cười nói, Diệp công tử, cậu thật sự làm ta kinh ngạc đấy. Nói nhảm mẹ nhà ngươi. Diệp Quân đột nhiên biến mất tại chỗ. Biển máu ngập trời. Sức mạnh huyết mạch điên cuồng. Khi thấy Diệp Quân thúc giục sức mạnh huyết mạch, kiếm thế của hắn biến chất ngay lập tức, kiếm thế mạnh mẽ thậm chí còn cưỡng ép xé toạc mảnh thời không ám vô. Ở đối diện Diệp Quân, nụ cười tươi trên mặt đạo sĩ Trương dần biến mất, tay trái của y đột nhiên bấm quyết, bỗng một tấm khiên năng lượng bát quát che trước người y. Khi nhát kiếm này của Diệp Quân chém tới, tấm khiên năng lượng bát quái vỡ vụn ầm ầm, có điều, dù đạo sĩ Trương cũng đã lui đến hơn chục ngàn trượng, nhưng tay trái bấm quyết của y vẫn dựng thẳng trước ngực. Quanh người y hiện lên thần quang của đạo gia. Bên ngoài, ở phía sau Phản Chiêu Đế, vị hòa thượng đột nhiên mở miệng, chỉ thấy ông ta nhìn chằm chằm vào đạo sĩ Trương, trong mắt lộ vẻ nghiêm trọng. Khóa đạo hồn là một trong 10 đại thần thông của đạo gia. Một khi sử dụng vô số pháp nhân quả sẽ ngưng tụ thành khóa, người bị khóa sẽ vướng vào nhân quả ngay lập tức, thân chết hồn diệt. Hòa thượng nhìn chằm chằm vào đạo sĩ Trương, trầm giọng nói, tên đạo sĩ này che giấu đủ sâu đấy. Ông ta ở chung với đạo sĩ Trương lâu nhất, nhưng cũng không biết nhiều về thực lực của đạo sĩ Trương,
vì ít khi nhìn thấy đạo sĩ Trương ra tay, hơn nữa, ngày thường tên đạo sĩ Trương này cứ cười hi hi ha ha, có vẻ chẳng giống cao thủ. Tuy nhiên khoảnh khắc y ra tay, ông ta mới phát hiện, tên đạo sĩ Trương này thật sự che giấu quá sâu. Ba người Bùi Thần Hầu cũng hơi khiếp sợ, thực lực của đạo sĩ Trương này, đừng nói ở nền văn minh vũ trụ cấp 8, cho dù ở trong nền văn minh vũ trụ cấp 9, cũng thuộc hàng cường giả. Vẻ mặt của Phạn Chiêu Đế cầm đầu vẫn bình tĩnh như cũ, trong mắt không dao động tí nào. Trong thời không ám vô, khi khóa đại đạo xuất hiện, bằng mắt thường cũng có thể thấy tốc độ của Diệp Quân đột nhiên chậm lại, khi hắn đi tới trước mặt đạo sĩ Trương khoảng 10 trượng, đột nhiên hắn cảm thấy mình nặng nề vô cùng, như bị hàng chục ngàn ngọn núi lớn đè lên người. Khóa đạo hồn. Nhân quả vướng vào người. Nếu là lúc trước, có số kiếp thiên mệnh trên người, cho dù là nhân quả gì cũng không thêm vào người hắn được, nhưng lúc này, số kiếp thiên mệnh trên người hắn đã biến mất, bởi vậy, hắn không thể tránh nhân quả không vướng vào người được. Khoảnh khắc tất cả nhân quả vướng vào người, Diệp Quân chỉ cảm thấy hít thở không thông. Thế nào là nhân quả? Nghĩa là nhân nào thì sẽ có quả đó, giờ phút này, những nhân quả này không phải là nhân quả của bản thân Diệp Quân, mà là nhân quả của người khác. Tên đạo sĩ Trương này đã lợi dụng thủ đoạn tối cao để cưỡng ép áp đặt nhân quả của người khác vào cơ thể hắn, khiến hắn gánh vác nhân quả cho người khác. Vô số sức mạnh của nhân quả sinh ra bị thêm vào người, Diệp Quân chỉ cảm thấy toàn thân sắp sụp đổ hoàn toàn, đặc biệt là thần hồn, cơ bản không thể chịu nổi. Không tới thời gian một nhịp thở, Diệp Quân đã cảm thấy mình sắp biến mất khỏi thế gian này hoàn toàn, đôi tay hắn đột nhiên nắm chặt, sức mạnh huyết mạch và kiếm thế từ trong người hắn quét ra. Nhưng cho dù là sức mạnh huyết mạch và kiếm thế thì vẫn không thể đẩy lùi các loại nhân quả trên người hắn. Giờ khắc này, tâm thần Diệp Quân chấn động mạnh. Không phải hắn khiếp sợ vì sức mạnh khủng bố của những nhân quả này, mà là cô. Lúc trước có cô che chở, tất cả nhân quả đều không thêm vào người được, do đó, hắn hoàn toàn không có lòng kính sợ với cái gọi là đạo của nhân quả. Hoặc là nói, hắn hoàn toàn phớt lờ thứ gọi là nhân quả. Bởi vì bất kể nhân quả gì cũng không thêm vào người hắn được, cũng do đó, mà trước đây khi làm việc hắn ít khi quan tâm tới nhân quả, muốn làm thì làm, vì hắn hoàn toàn không sợ nhân quả, dù sao nhân quả cũng không thêm vào người hắn được. Nhưng giờ khắc này, không có cô ở sau che chở, hắn mới phát hiện sức mạnh của nhân quả khủng bố tới cỡ nào. Cho dù là sức mạnh huyết mạch và kiếm thế của hắn cũng khó mà ngăn cản nổi. Đôi tay Diệp Quân nắm chặt hai thanh kiếm, trong thân thể hắn, sức mạnh huyết mạch điên cuồng và kiếm ý trào ra không ngừng như thủy triều. Hắn muốn tự mình đẩy lùi sức mạnh của những nhân quả này, nhưng lại phí công vô ích, sức mạnh huyết mạch và kiếm thế của hắn chỉ có thể trì hoãn sức mạnh của những nhân quả này cắn nuốt hắn. Nhưng sức mạnh của những nhân quả này càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh mẽ. Đúng lúc này, Diệp Quân đột nhiên ngẩng đầu lên. Huyết mạch phàm nhân, huyết mạch viêm hoàng. Ba loại huyết mạch xuất hiện cùng một lúc. Trong phút chốc, vô số sức mạnh nhân quả quanh người hắn bị ép lùi lại. Ở đối diện hắn, chân mày đạo sĩ Trương cau lại, y đột nhiên bước một bước về trước. Trong phút chốc, vô số nhân quả lao tới chỗ Diệp Quân theo khóa đại đạo. Chỉ trong nháy mắt, tất cả khu vực ở chỗ Diệp Quân đã bị vô số nhân quả bao trùm. Diệp Quân chậm rãi ngẩng đầu nhìn đạo sĩ Trương cách đó không xa, quanh thân hắn, ba loại sức mạnh huyết mạch mạnh mẽ như thủy triều, hơn nữa còn có kiếm ý và kiếm thế. Giờ phút này khí tức của hắn cực kỳ khủng bố, cho dù là sức mạnh của những nhân quả đó cũng không thể tới gần người hắn. Đôi tay Diệp Quân đột nhiên cầm kiếm chém xuống. Hai luồng kiếm quang giáng xuống cùng lúc. Vèo. Trước mặt Diệp Quân, khóa đại đạo bị hắn xé toạc ra một lỗ lớn, ngay sau đó hắn mạnh mẽ vọt ra, tiến thẳng tới chỗ đạo sĩ Trương. Phía sau hắn, những khóa đại đạo đó vẫn chưa biến mất, mà đuổi theo hắn với tốc độ cực nhanh. Diệp Quân nhìn chằm chằm vào đạo sĩ Trương, hắn biết rõ, trước hết hắn phải giải quyết người trước mắt này, nếu không, những sức mạnh nhân quả đó vẫn sẽ kiên quyết tiêu diệt hắn tới chết. Thấy Diệp Quân đánh tới, vẻ mặt đạo sĩ Trương cực kỳ bình tĩnh, đột nhiên, tay trái của y xuất hiện ba cây hương cháy đỏ như máu. Trong miệng y đọc thầm lời khẩu quyết cổ xưa, mùi hương nặng nề ứng với trời đất, thơm dịu bốc lên tận cửa trời, cầu xin chủ thượng thương thiên mộ, mau xuống trần tiêu diệt chúng sinh. Vừa dứt lời.
Đột nhiên, một bức tượng hư ảo dài hàng nghìn trượng hiện ra phía sau đạo sĩ Trương. Thượng Thương hiện hình. Cường giả đỉnh cấp của nền văn minh vũ trụ cấp 9. Mời thần. Khi hư tượng kia xuất hiện, đám người Bùi Thần Hầu vô cùng kinh ngạc, không tin vào mắt mình. Thượng Thương. Tuyệt thế cường giả của nền văn minh thiên mộ nền văn minh vũ trụ cấp 9. Tên đạo sĩ Trương này thế mà lại có thể mời được ông ta hiện hình về đây. Vẻ mặt đám người Bùi Thần Hầu rất khó tin. Phạn Chiêu Đế dẫn đầu nhìn hư tượng của Thượng Thương, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Mà khi hư tượng của Thượng Thương xuất hiện ở thời không này, một luồng áp lực vô hình đột nhiên tỏa ra từ khắp đất trời, đến cả đạo sĩ Trương không chịu nổi áp lực này, cơ thể không chống đỡ được mà khom xuống. Đạo sĩ Trương và đám người Bùi Thần Hầu đều rất chấn động, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Diệp Quân lúc này cũng bị luồng áp lực mạnh mẽ kia buộc ngưng lại. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn hư tượng của Thượng Thương, đó là một người đàn ông trung niên mặc áo đạo sĩ rộng thùng thình, tóc dài xõa xuống, ánh mắt lạnh lùng, ông ta giống như một vị thần khiến người khác đều sợ hãi, không dám nhìn thẳng. Diệp Quân nhìn chằm chằm hư tượng của Thượng Thương, hắn không ngờ rằng, đạo sĩ Trương này lại có thể mời được thần tới. Vị Thượng Thương chủ trước mắt hắn đây, có lẽ là cường giả của nền văn minh vũ trụ cấp 9. Nền văn minh vũ trụ cấp 9. Diệp Quân hít sâu một hơi, ánh mắt không hề do dự mà ngược lại còn tràn đầy khí thế. Ngay lúc này, Thượng Thương đột nhiên nhíu mày, ông ta chăm chú nhìn Diệp Quân, cảm thấy người này hơi quen mắt, ngươi tên gì? Diệp Quân không nói gì, còn đạo sĩ Trương lại cung kính hành lễ, truyền âm huyền khí, bẩm Thượng Thương, người này họ Diệp, tên Quân. Họ Diệp. Thượng Thương nhíu mày. Không phải người mà thiên mộ chủ cần tìm. Nhưng ông ta không hề xuống tay mà chỉ nhìn chằm chằm Diệp Quân, mặc dù đây chỉ là hư tượng của ông ta, không được tính là phân thân nhưng với trình độ của ông ta rất nhạy cảm với một số nhân quả hung hiểm chưa rõ. Mà người có thể khiến ông ta sinh ra lòng cảnh giác nhất định không phải một người đơn giản. Vì vậy, ông ta không lựa chọn hành động. Đương nhiên, nguyên nhân thật sự là do dáng dấp của người đàn ông trước mắt với bức chân dung mà thiên mộ chủ đưa cho ông ta rất giống nhau. Thấy Thượng Thương không có động tĩnh gì, đạo sĩ Trương nhất thời bối rối, y nhìn Thượng Thương, nói, Thượng Thương chủ. Thượng Thương quay đầu nhìn đạo sĩ Trương, sao vậy? Đạo sĩ Trương cung kính nói, Thượng Thương, xin người giúp ta giết người này. Mặc dù y có thể mời được Thượng Thương, nhưng thật ra đây chỉ là một dạng trao đổi. Rất nhiều đại lão của nền văn minh vũ trụ cấp 9 cần nhận tín đồ để thu thập sức mạnh tín ngưỡng cho mình. Sức mạnh tín ngưỡng còn được gọi là sức mạnh của chúng sinh, là một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, cũng là cách thức tu hành độc đáo của nền văn minh vũ trụ cấp 9. Người đạo sĩ Trương chọn là Thượng Thương, là tín đồ của Thượng Thương, trong những năm gần đây, y đã góp nhặt rất nhiều sức mạnh tín ngưỡng cho ông ta nên mới có thể nhận được lễ vật. Thượng Thương không quan tâm tới đạo sĩ Trương, mà chỉ nhìn Diệp Quân đứng cách đó không xa, hỏi tiếp, người họ Diệp sao? Diệp Quân gật đầu, phải. Thượng Thương cười nói, người có quen người nào họ Dương không? Dù thiếu niên trước mắt đây họ Diệp, không giống với người ông ta muốn tìm, nhưng ông ta vẫn quyết định hỏi thử xem. Cẩn thận một chút cũng không có vấn đề gì. Lỡ như đúng người thì sao? Ở cấp bậc này của ông ta, sai lầm có thể mắc nhưng ngu xuẩn thì không. Nghe Thượng Thương nói vậy, Diệp Quân hơi ngạc nhiên, họ Dương sao? Thượng Thương gật đầu, đang định nói tiếp thì Diệp Quân lại hỏi, có phải là kiếm tu áo xanh không? Nghe vậy, vẻ mặt Thượng Thương hoàn toàn thay đổi, run rẩy nói, ngươi quen ông ta sao? Ông ấy là ông nội của ta, Diệp Quân gật đầu. Trời ơi! Thượng Thương đột nhiên kích động, ngươi chính là cậu Dương. Cậu Dương! Nghe Thượng Thương nói vậy, mọi người đều thắc mắc. Cái quái gì vậy? Thượng Thương quen biết Diệp Quân sao? Không chỉ mọi người, tới Diệp Quân giờ phút này cũng hoài nghi, ông biết ông nội ta sao? Thượng Thương vui vẻ nói, có quen, ta và ông nội ngươi là. Bạn bè, Diệp Quân nói. Thượng Thương vội vàng gật đầu, đúng rồi cậu Dương, ngươi có biết chúng ta tìm ngươi bao lâu rồi không? Tại sao ngươi lại lăn lộn ở nền văn minh cấp thấp này chứ? Để tìm được ngươi,
suýt chút nữa bọn ta phải tới đánh nhau với nền văn minh cấp 10 rồi đó. Diệp Quân. Còn đạo sĩ Trương lại vô cùng sợ hãi. Cái quái gì thế này? Thượng thương này biết Diệp Quân, hơn nữa còn tìm Diệp Quân rất lâu, thậm chí còn không ngại đánh nhau với nền văn minh vũ trụ cấp 10 chỉ vì Diệp Quân. Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy? Đạo sĩ Trương hoài nghi, thượng thương chủ. Câm miệng. Tên đạo sĩ Trương này vậy mà lại gọi một trợ thủ tới giúp Diệp Quân rồi ư? Hơn nữa trợ thủ này lại còn là người tới từ nền văn minh thiên mộ. Bây giờ Diệp Quân cũng hơi mất cảnh giác, chuyện gì đang xảy ra vậy, hắn đã sẵn sàng liều chết đánh một trận, tại sao đột nhiên người ta lại trở thành trợ thủ cho hắn rồi? Thượng thương đột nhiên kích động, cậu Dương, bây giờ ta sẽ thông báo cho thiên mộ chủ, bảo ông ta phái người tới đón ngươi. Người ở dưới muốn lên nền văn minh vũ trụ cấp 9 không hề đơn giản, vì vậy, ông ta mới nói như thế. Trong lúc ông ta đang định sử dụng thần niệm liên lạc với nền văn minh thiên mộ thì đột nhiên bị một luồng sức mạnh bí ẩn làm gián đoạn. Hỗn láo! Thượng thương đột nhiên giận dữ, quay đầu liếc mắt một vòng, ánh mắt của ông ta dừng lại trên người Phản Chiêu Đế. Khi thấy cô ta, ông ta hơi ngẩn người ra, ngay sau đó, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Phản Chiêu Đế nhìn Diệp Quân cười nói, ta không ngờ rằng ông nội ngươi lại trải đường cho ngươi tới tận nền văn minh thiên mộ cơ đấy, thật là thú vị. Diệp Quân nhìn Phản Chiêu Đế, không còn cách nào khác, người thân mà. Tiểu Tháp. Thượng thương nhìn chằm chằm Phản Chiêu Đế, ánh mắt lạnh lùng, người có biết người đang làm gì không? Phản Chiêu Đế nhìn thượng thương, ta ghét nhất là người có thái độ trịch thượng, đừng nói ông chỉ là một hư tượng, dù là bản thể của ông ở đây thì cũng phải quỳ xuống cho ta. Nói xong, cô ta phất tay áo. Bùm. Chỉ trong nháy mắt. Hư tượng của thượng thương lập tức trở nên mờ ảo, sau đó biến mất hoàn toàn trong đất trời. Thấy cảnh này, sau lưng Phản Chiêu Đế, vẻ mặt đám người Bùi Thần Hầu khựng lại, ánh mắt khiếp sợ. Nhất là ba người Bùi Thần Hầu, dù bọn họ và Phản Chiêu Đế đều là thần hầu nhưng trước đây bọn họ chưa từng gặp cô ta, vì vậy, bọn họ không hề biết thực lực của cô ta, chỉ tưởng rằng nó cũng ngang tầm với mình. Mà trong giây phút này, sau khi thấy Phản Chiêu Đế ra tay, bọn họ mới biết rằng mình vốn không cùng đẳng cấp với vị Phản Thần Hầu này. Trong thời không ám vô, Diệp Quân nhìn Phản Chiêu Đế, cũng cảm thấy kinh sợ, bây giờ hắn đột nhiên phát hiện mình đã đánh giá thấp cô ta, không đúng, có thể là do trước đây người phụ nữ này đã che giấu thực lực của bản thân. Thấy Diệp Quân tới, Phản Chiêu Đế mỉm cười, không thể không nói thực lực của ngươi đã mạnh hơn trước rất nhiều. Diệp Quân nhìn chằm chằm Phản Chiêu Đế, cô đang chờ cái gì? Phản Chiêu Đế cười nói, ngươi sẽ biết sớm thôi. Diệp Quân nhíu mày, hắn quay đầu nhìn về phía kiếp giới, bây giờ, trong đó đang có một luồng sức mạnh kinh khủng đang bay lơ lửng. Đó không phải là sức mạnh của chính nghĩa mà là sức mạnh của ác đạo. Ác đạo luân hồi trăm đời. Đây là đời cuối cùng. Diệp Quân nhíu mày, chẳng lẽ người phụ nữ này đang đợi ác đạo? Ngay lúc này, Phản Chiêu Đế đứng cách đó không xa đột nhiên nói, ta tới đây để gặp Diệp công tử. Lời vừa dứt, cô ta bước lên phía trước một bước, nhưng một bước này đã tiến vào bên trong thời không ám vô. Hòa thượng nhìn chằm chằm Diệp Quân, đang định nói gì đó thì ngay lúc này, Diệp Quân lại biến mất, một luồng kiếm quang hung hăng chém về phía ông ta. Hòa thượng ngẩn người ra, đánh lén. Dứt lời, ông ta chắp hai tay. Bỗng nhiên có một luồng Phật quang vạn trượng phóng ra từ cơ thể của ông ta. Bùm! Phật quang vạn trượng vừa mới tiếp xúc với kiếm quang của Diệp Quân đã vỡ tan ra, hòa thượng liên tục bị đánh lui, ông ta còn chưa kịp dừng lại, tiếp tục có một luồng kiếm quang nữa hung hăng đánh tới. Thấy kiếm đánh tới, ánh mắt hòa thượng khựng lại, qua lần giao đấu này, ông ta mới phát hiện Diệp Quân còn mạnh hơn rất nhiều so với dự liệu của ông ta. Thảo nào lão đạo sĩ kia vừa ra tay đã phải dùng tới át chủ bài và đủ loại sát chiêu. Hòa thượng hoàn toàn không dám khinh thường và dò xét nữa, ông ta chắp hai tay, mặc niệm, vãng sinh bỉ ngạn. Bùm! Thời không ám vô đột nhiên trở nên hư ảo, ngay sau đó, Diệp Quân lập tức xuất hiện trên mặt nước rộng lớn mờ ảo, tĩnh mịch. Vãng sinh bỉ ngạn giới. Thấy cảnh này, Phản Chiêu Đế ngoài kia cũng kinh ngạc. Cô ta nhìn hòa thượng kia, cười nói, hòa thượng này cũng khá hữu dụng đấy.
vãng sinh bỉ ngạn giới. Đây là phép thần thông của Phật gia, một khi thi triển có thể lập tức đưa người ta tới bỉ ngạn giới để siêu độ. Rất lâu trước đây, có một thế lực cổ xưa tên là Đại Thiện Tự, trong Đại Thiện Tự có một hòa thượng mặc áo đạo sĩ thích nhậu nhẹt, hòa thượng này đã từng thi triển vãng sinh bỉ ngạn giới, mà sau lần thi triển đó, ông ta đã siêu độ toàn bộ không gian song song trong phạm vi hàng tỷ dặm xung quanh. Khi Diệp Quân xuất hiện ở bỉ ngạn giới, hắn đột nhiên nhíu mày, vì hắn phát hiện kiếm ý và khí tức của Minh đang dần dần biến mất. Chuyện gì vậy? Diệp Quân sợ hãi, hắn vội vàng kích hoạt kiếm ý của mình, nhưng dù hắn có kích hoạt thế nào, kiếm ý kia cũng dần dần bị tiêu biến. Vẻ mặt Diệp Quân u ám, hắn cầm kiếm Thanh Huyền chém xuống trước mặt mình. Kiếm quang vừa chém xuống, mặt nước trước mắt đột nhiên tách ra, hắn vui mừng khôn tả, định chém thêm một nhát nữa, nhưng ngay sau đó, chỗ rách đó lại khôi phục lại như bình thường. Diệp Quân ngẩn người, ngay sau đó lại chém mấy nhát, sau mỗi nhát, mặt đất lại bị tách ra nhưng bỗng chốc lại khôi phục lại như ban đầu. Diệp Quân ngừng lại, lúc này, khí tức và kiếm ý của hắn đã yếu đi gấp đôi so với trước đó. Siêu độ, cảm nhận được kiếm ý của mình ngày càng yếu, im lặng mấy giây, Diệp Quân bỗng tiến lên một bước, ngay sau đó sức mạnh của ba loại huyết mạch cuồn cuộn ra khỏi cơ thể hắn. Hắn cũng không giấu nó đi. Chỉ trong thoáng chốc cả mặt biển đều biến thành màu đỏ máu. Cả mặt biển bắt đầu sục sôi. Thấy thế hòa thượng trong thời không ám vô bên ngoài nở nụ cười, vãng sinh bỉ ngạn này được tạo ra bởi đại tài của Phật gia, chuyên chế ngự mọi tà ác trên thế giới, mà huyết mạch phong ma này của Diệp Quân không phải là huyết mạch bình thường, huyết mạch của hắn là đại ác. Không thi triển huyết mạch thì vẫn ổn, thi triển huyết mạch chẳng phải sẽ chết nhanh hơn sao? Hơn nữa với sức mạnh đáng sợ của thần thông này, không chỉ có thể loại bỏ huyết mạch phong ma của Diệp Quân mà còn có thể tiêu diệt tận gốc huyết mạch này. Ngay khi huyết mạch phong ma của Diệp Quân xuất hiện, cả mặt biển sôi sục, cùng lúc đó, một Phật âm đại đạo cổ xưa đột nhiên vang vọng. Trong phút chốc, cả người Diệp Quân bốc cháy, không những thế, Phật âm còn tiến vào trong biển ý thức của hắn. Thanh lọc. Siêu độ. Đồng tử Diệp Quân bỗng co rút lại, vì hắn phát hiện lúc Phật âm tiến vào ý thức của hắn, hắn cảm thấy thân xác và thần hồn của mình như được rót dung nham vào, đau đớn đến mức không muốn sống. Diệp Quân siết chặt kiếm Thanh Huyền, điên cuồng kích thích huyết mạch phong ma, huyết mạch phàm nhân và huyết mạch viêm hoàng trong người, cùng lúc đó kiếm ý của hắn cũng dâng lên như thủy triều, muốn cố sức chống lại sức mạnh Phật pháp bí ẩn đó. Thế nhưng cho dù kiếm ý hay là sức mạnh của ba loại huyết mạch của hắn cũng không thể chống lại sức mạnh Phật pháp bí ẩn. Không chỉ thế, hắn lại phát hiện linh hồn và thân xác mình đang dần tách biệt. Ở bên ngoài, Phạn Chiêu Đế thấy Diệp Quân ở thế giới vãng sinh bỉ ngạn giới, ánh mắt vẫn rất bình tĩnh, không có chút dao động nào. Bùi Thần Hầu và các thần hầu khác đứng cạnh cô ta liếc nhìn Phạn Chiêu Đế, họ đều hơi ngờ vực, rốt cuộc Phạn Thần Hầu này đang đợi gì vậy? Vì bây giờ nếu cô ta ra tay, Diệp Quân sẽ không có sức đánh trả. Lẽ nào đang đợi ác đạo đó sao? Có hai luồng khí tức ở hướng kiếp giới, một trong đó cực kỳ tà ác, rõ ràng đây chính là ác đạo. Cô ta không biết nhiều về ác đạo, chỉ biết có quan hệ với Phạn Thần Hầu. Bùi Thần Hầu nhìn luồng khí tức còn lại, luồng khí tức đó rất bình tĩnh, khác hoàn toàn với khí tức của ác đạo, cô ta hơi thắc mắc, đây lại là ai nữa? Đúng lúc này, trong vãng sinh bỉ ngạn giới, huyết mạch phong ma và huyết mạch phàm nhân của Diệp Quân bùng cháy, linh hồn của hắn cũng chậm rãi bay lên từ trong đó, muốn rời khỏi thân xác. Thấy thế hòa thượng càng cười tươi hơn, nhưng ngay sau đó Diệp Quân ở đằng xa bỗng cầm kiếm Thanh Huyền rồi đâm vào bụng mình. Sau khi kiếm Thanh Huyền đi vào cơ thể, thân xác và thần hồn của Diệp Quân lại dung hợp trở lại. Nhìn thấy thế, hòa thượng cau mày nói, Nam Mô A Di. Ông ta bỗng chắp hai tay lại thầm niệm, Đa Bà Gia, Đa Tha Giả Đa Gia. Sau khi ông ta bắt đầu niệm chú, rất nhiều Phật quang nhàn nhạt xuất hiện trong biển máu, khi những Phật quang này xuất hiện, sắc mặt của Diệp Quân bỗng trở nên vặn vẹo, cùng lúc đó những Phật quang đó biến thành từng vệt sáng đi vào trong cơ thể hắn, bám vào máu hắn như những con ấu trùng bám vào xương hắn. Không hủy diệt huyết mạch phong ma, có lẽ không làm huyết mạch phong ma tổn hại nhưng đau. Diệp Quân trợn tròn hai mắt,
vành mắt đỏ bừng, thật sự là cơn đau khó có thể chịu được. Diệp Quân siết chặt hai tay, thiêu đốt ba loại huyết mạch. Ầm ầm ầm. Lúc này Phật quang trên huyết mạch cũng bị thiêu đốt, sau đó biến mất từng chút. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hòa thượng lập tức hơi u ám, ông ta đang định thi triển niệm pháp lần nữa thì thấy Diệp Quân rút kiếm thanh huyên trong người ra, sau đó đâm một nhát thật mạnh vào mặt nước trước mặt. Ầm. Trong phút chốc, mặt nước sôi trào, sau đó từng luồng sức mạnh huyết mạch lửa tràn ra từ trên mặt nước, chỉ trong chốc lát, mặt biển vô tận biến thành biển lửa vô biên, cùng lúc đó toàn bộ Bỉ Ngạn giới bắt đầu trở nên hư ảo. Thấy thế sắc mặt hòa thượng bỗng hơi thay đổi, ông ta không ngờ Diệp Quân lại có thể phát huy được sức mạnh đáng sợ khi còn đang ở trong hoàn cảnh như vậy, thậm chí có thể làm chấn động thời không Bỉ Ngạn. Lúc này Bùi Thần Hầu và các thần hầu khác cũng hơi giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng này, vì nếu bây giờ bảo họ một mình đánh với Diệp Quân, họ sẽ không có cơ hội thắng. Tốc độ thăng cấp này quả thật quá khủng khiếp. Phạn Chiêu Đế nhìn Diệp Quân, ánh mắt bình tĩnh như nước. Trong Bỉ Ngạn giới, Diệp Quân bỗng lại chém một nhát kiếm về phía trước mặt mình. Biển lửa vạn trượng lao lên trời. Vút. Một tiếng nứt bỗng vang lên khắp đất trời. Kinh vạn kiếp từ từ mở ra, thoáng chốc vô số chữ cổ trong kinh bay ra từ trong đó, mỗi chữ cổ trong kinh đều ẩn chứa một tia Phật quang. Sau khi những tia sáng này xuất hiện, Bỉ Ngạn giới vốn dĩ hơi mờ ảo lại bắt đầu kiên cố hóa dần. Không những vậy, trong biển lửa, vô số Phật quang bỗng bay lên trời, sau đó cuốn về phía Diệp Quân như một dòng nước. Diệp Quân cách đó không xa hơi nheo mắt lại, hắn chịu đựng cơn đau trên người và thần hồn, tâm niệm thay đổi, vô số ý kiếm thiêu đốt đột nhiên tuôn ra từ trong cơ thể hắn, chỉ trong chốc lát kiếm quang đã bao phủ toàn bộ biển lửa. Ầm ầm ầm. Từng tiếng nổ liên tục vang lên trong Bỉ Ngạn giới này. Một lúc sau, một tia kiếm quang đẫm máu đột nhiên xé toạc một lỗ trên biển lửa, sau đó một luồng kiếm quang lập tức đánh vào trước mặt hòa thượng. Hòa thượng híp mắt, chắp hai tay lại, Phật âm độ thế. Ầm. Một luồng Phật quang bỗng từ trên trời rơi xuống, thẳng vào trong cơ thể ông ta, một tấm khiên bảo vệ Phật quang màu vàng xuất hiện xung quanh ông ta. Tấm khiên Phật đó được tạo thành từ vô số kinh điển Phật giáo, toát ra uy lực Phật Pháp đáng sợ. Khi thanh kiếm của Diệp Quân chém mạnh vào tấm khiên Phật quang đó, tấm khiên Phật quang đó lập tức rung chuyển dữ dội rồi nứt ra, nhưng bản thân Diệp Quân cũng bị sức mạnh trong đó chấn động văng ra xa. Khi nhìn thấy những vết nứt trên tấm khiên Phật quang của mình, sắc mặt hòa thượng chợt trở nên khó coi, thuật thần thông của nhà Phật Phật âm độ thế chưa từng bị ai phá vỡ từ khi ông ta học được nó đến nay. Có thể nói là trong số những người cùng cấp bậc có thuật thần thông của nhà Phật này, có thể nói ông ta là bất khả chiến bại, nhưng lúc này lại bị một nhát kiếm của Diệp Quân một kiếm chém nứt. Nhát kiếm này của Diệp Quân mạnh đến mức hoang đường. Lúc ông ta bị chấn động, một thanh phi kiếm bỗng bay đến. Kiếm thanh huyên. Khi kiếm thanh huyên đánh vào tấm khiên Phật quang đó, Phật quang lập tức vỡ vụn rồi biến thành những mảnh vỡ rải rác khắp bầu trời, nhưng hòa thượng đã lùi về sau cả vạn trượng. Nhưng khi ông ta vừa dừng lại, một thanh ý kiếm lao tới ra từ phía sau ông ta. Diên trì nhất kiếm. Mặc dù nhát kiếm này xuất hiện vô cùng kỳ lạ nhưng phản ứng của hòa thượng cũng rất nhanh, ông ta quay người lại tung ra nắm đấm rất mạnh khiến thanh ý kiếm đó bị chấn áp. Lúc này lại có một thanh kiếm nữa bỗng lao đến từ phía sau ông ta. Hòa thượng hơi híp mắt lại, dậm mạnh chân phải xuống, Phật quang vạn trượng từ trên mặt đất bay lên. Nhưng phút chốc đã bị nhát kiếm của Diệp Quân chém thành từng mảnh. Cùng lúc đó ông ta bị văng ra xa, trong lúc đó vô số thanh phi kiếm bay về phía ông ta như một cơn bão dữ dội. Hòa thượng bỗng tức giận, phúc quang phổ chiếu. Vừa dứt lời, từng tia Phật quang lao ra từ trong cơ thể ông ta, nhưng những tia Phật quang này không thể chống lại ý kiếm của Diệp Quân, đều bị chém thành từng mảnh. Tuy nhiên bản thân ông ta lại lùi về sau cả mấy vạn trượng, khi Diệp Quân định ra tay lần nữa. Ông ta bỗng lấy một tấm thẻ Phật ra, các vị sư huynh, giúp ta một tay. Vừa dứt lời, ông ta bắt đầu thầm niệm Phật quyết, cùng lúc đó rất nhiều tiếng niệm Phật Pháp bỗng vang lên. Nhờ người giúp. Lúc này, hòa thượng nhận ra tự mình không thể giết được Diệp Quân, ngay cả ở trong Bỉ Ngạn giới, vì vậy ông ta quyết định cầu cứu. Sau khi những câu Phật Pháp đó vang lên, kinh vạn kiếp lơ lửng trong không trung ở phía xa rung chuyển dữ dội. Sau đó vô số sức mạnh Phật Pháp tụ lại từ giữa trời đất,
sau đó tràn vào trong đó. Thoáng chốc từng chữ cổ bỗng bộc phát từ trong kinh vạn kiếp, cùng lúc đó vô số Phật quang xuất hiện, từng luồng uy lực Phật Pháp đáng sợ trấn áp Diệp Quân. Hòa thượng chắp hai tay lại, Nam Mô A Di Đà Bà Dạ, Đa Tha Giả Đa Gia. Ở đằng xa, trong người Diệp Quân bỗng bộc phát ra từng tia Phật quang đáng, những tia Phật quang này lại bám chặt vào trên huyết mạch của Diệp Quân, nhất là huyết mạch Phong Ma. Thanh lọc siêu độ. Lúc này ông ta có các cường giả khác giúp đỡ, sức mạnh siêu độ của Bỉ Ngạn Giới mạnh lên gấp mấy lần. Hòa thượng nhìn Diệp Quân, hủy diệt tận gốc huyết mạch của ngươi, xem ngươi nghịch thiên thế nào được. Nói rồi ông ta chỉ vào Diệp Quân. Một sức mạnh siêu độ Phật Pháp bí ẩn bay lên trời xuyên qua người Diệp Quân, sau đó làm tinh hà nứt ra. Trong một tinh vực không xác định, một người đàn ông mặc áo xanh bỗng dừng lại, ông ấy quay người lại, một tia sáng xé toạc thời không, hung hãn lao về phía ông ấy. Người đàn ông áo xanh híp mắt lại, đúng lúc ông đây không có cớ. Ở tình huống bình thường, người ngoài không thể thông qua huyết mạch của Diệp Quân để tìm hiểu về người đàn ông áo xanh này được. Suy cho cùng, với thực lực bây giờ của ông ấy, tất cả nhân quả đều không thêm vào người được, chỉ cần ông ấy không đồng ý, không ai có thể tìm hiểu, nhưng vì ông ấy quan tâm tới cháu trai của mình, cho nên, ông ấy không từ chối một số sự tìm hiểu, đặc biệt là loại tìm hiểu thông qua cháu trai mình. Khi nhìn thấy luồng Phật quang đánh tới, ánh mắt người đàn ông áo xanh từ từ trở nên lạnh giá, ông ấy phẩy tay áo một cái. Luồng Phật quang lập tức tan vỡ. Còn ở trong Bỉ Ngạn Giới đằng xa, hòa thượng dường như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên quay đầu, con người đột nhiên co rút lại, sao? Còn chưa dứt lời, ông ta đã âm thầm lặng lẽ biến mất ngay tại chỗ. Biến mất cùng ông ta, còn có toàn bộ Bỉ Ngạn Giới. Mà ở vũ trụ thế giới khác, giờ khắc này cũng có mấy cường giả Phật gia trước kia giúp hòa thượng làm phép cũng đột nhiên chết tại chỗ. Tới lúc chết bọn họ cũng không rõ bản thân chết như thế nào. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi thứ bị xóa bỏ. Cảnh tượng đột ngột này khiến hai mắt của đám người Bùi Thần Hầu ở ngoài mở to, đều không thể tin được. Người đang sống sờ sờ, sao đột nhiên không còn nữa rồi? Phạn Chiêu Đế dẫn đầu từ từ quay đầu nhìn vực sâu tinh không, cô ta cau mày lại. Còn ở chỗ xa trong tinh không? Người đàn ông áo xanh nhìn về phía kiếp giới ở chân vũ trụ, ánh mắt như băng, ngay lúc này, một âm thanh đột nhiên truyền tới bên tai ông ấy. Nghe thấy âm thanh kia, mày của người đàn ông áo xanh khẽ cau lại, sau khi im lặng giây lát, lạnh lẽo nói, có thể chịu khổ, nhưng người không thể chết, nếu không, ông đây sẽ không cho ai mặt mũi hết. Nói rồi, ông ấy quay người hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ở vực sâu tinh hà. Chân vũ trụ, kiếp giới. Phạn Chiêu Đế thu mắt về, cô ta nhìn về phía Diệp Quân cách đó không xa, lúc này toàn thân Diệp Quân bùng cháy, dáng vẻ rất hung tợn. Vừa nãy hắn bị sức mạnh của thanh lọc siêu độ dày vò cho rất thảm. Hắn cũng không ngờ đối phương đang đánh nhau mà còn gọi người giúp đỡ được. Được lắm. Không cần giảng võ đức luôn. Bùi Thần Hầu nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, hơi nghi ngờ nói, Phạn Thần Hầu, người vừa nãy ra tay là ai? Phạn Chiêu Đế bình tĩnh nói, không quan trọng. Bùi Thần Hầu nhìn Phạn Chiêu Đế một cái, không nói gì. Chỗ xa, Diệp Quân vội vàng ổn định lại tâm trạng của mình, mặc dù hòa thượng kia đã chết, nhưng thần hồn và thân xác trước kia của hắn đã bị sức mạnh siêu độ kia làm cho hư hại nặng. Bây giờ cực kỳ yếu ớt, hắn cũng không quan tâm tới đám người Phạn Chiêu Đế nữa, lập tức bắt đầu trị thương. Phạn Chiêu Đế cũng không ra tay, chỉ bình tĩnh nhìn hắn. Bùi Thần Hầu bên cạnh Phạn Chiêu Đế không nhịn được nói, Phạn Thần Hầu, chúng ta còn đợi gì nữa? Bây giờ đang là lúc hắn suy yếu nhất, chỉ cần ra tay, chắc chắn hắn sẽ chết. Phạn Chiêu Đế cười nói, người đi thử đi. Bùi Thần Hầu nghẹn họng ngay lập tức. Cô ta đi thử. Diệp Quân giờ không phải là lúc đầu nữa, đặc biệt còn trong lúc ba loại huyết mạch bốc cháy, bây giờ cô ta mà đối diện với Diệp Quân, thì cũng không chắc chắn tí nào. Ta tới thử xem. Đúng vào lúc này, Ngự Thần Hầu đột nhiên mở miệng. Bùi Thần Hầu nhìn Ngự Thần Hầu, người chắc chứ? Ngự Thần Hầu cười nói, ta muốn xem thử rốt cuộc hắn yêu nghiệt đến mức nào. Nói rồi, ông ta bước về trước một bước, khoảnh khắc khi rơi xuống,
một đao mang đã đánh tới trước mặt Diệp Quân. Nơi xa, Diệp Quân giơ tay vung một nhát kiếm. Rầm. Đao mang kia lập tức rách nát biến mất. Ngự thần hầu nhìn Diệp Quân, sau đó hai mắt chậm rãi khép lại, trong tay phải của ông ta, trường đao khẽ chuyển động, vũ trụ tinh hà diện lên, đại đạo biến đổi. Ông ta muốn dùng một đao để phân định thắng bại. Ông ta vẫn luôn canh cánh trong lòng với việc trước kia bị Diệp Quân đánh bại, vì với quan điểm của ông ta, Diệp Quân chỉ là một người của nền văn minh cấp thấp. Loại người này mà có thể đánh bại mình à? Ông ta biết rõ, ông ta phải đánh lại, nếu không chuyện này sẽ khiến ông ta để ý cả đời, sau đó từ từ biến thành tâm ma của ông ta. Mà lần này, ông ta muốn dùng toàn lực đánh một trận. Khí tức quanh người ngự thần hầu càng ngày càng mạnh. Mảnh thời không ở giữa sân này đã bắt đầu không chịu được nữa, bắt đầu trở nên hư ảo. Nơi xa, hai tay Diệp Quân cầm kiếm, bình tĩnh nhìn ngự thần hầu. Đột nhiên, ngự thần hầu mở hai mắt ra, người chưa động đậy mà đao đã ra khỏi vỏ. Vèo. Tất cả những mảnh thời không trước mặt Diệp Quân đều bị xé rách, biến thành hai, một luồng đao quang cao ngất chứa sức mạnh của đại đạo quét qua. Hai mắt Diệp Quân khẽ híp lại. Hai tay cầm kiếm đột nhiên chém xuống. Ầm ầm. Luồng đao quang cao ngất đột nhiên vỡ tan, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, giữa trời đất, những luồng dư ảnh lao về phía Diệp Quân, vô số đao quang bùng nổ. Ầm ầm ầm. Giữa sân, cả thời không đều phát ra những tiếng vang nổ tung khủng bố. Còn khu vực mà Diệp Quân đang ngồi, đã bị đao quang bao phủ. Giờ này khắc này, ngự thần hầu đã cố gắng hết sức rồi. Một hiệp phân thắng bại. Chính vào lúc này, một tiếng kiếm vang sắc bén đột nhiên vang vọng giữa trời đất, tiếp đó, khu vực đao mang kia bị xé toạc ngay lập tức, một luồng kiếm khí tản nhẫn đánh tới. Ầm, một bóng người bị đánh bay đi, ngay lập tức, mọi luồng đao mang đều biến mất. Người bị đánh bay đi chính là ngự thần hầu, ông ta lùi về sau gần chục ngàn trượng mới dừng lại, khi ông ta vừa dừng lại, một nhát kiếm đã đánh tới ngay lập tức. Ầm. Vô số đao quang tan vỡ, ngự thần hầu bị đánh bay xa, lần này, ông ta vẫn chưa dừng lại thì thân xác đã rách nát, chỉ còn lại linh hồn, đồng thời, một nhát kiếm khác lại âm thầm đánh tới. Nhìn thấy cảnh này, con người của ngự thần hầu co rút lại. Nhát kiếm này, dù thế nào ông ta cũng không cản lại được. Nhưng chính vào lúc này, một luồng u quang đột nhiên bay từ bên cạnh tới, nổ tung trên kiếm thanh huyên của Diệp Quân. Rầm. U quang tan vỡ, nhưng linh hồn của ngự thần hầu đã được luồng u quang kia bảo vệ đưa sang bên cạnh. Người ra tay chính là Bùi thần hầu. Bùi thần hầu và âm thần hầu chặn trước ngự thần hầu chỉ còn lại linh hồn, bọn họ nhìn Diệp Quân, trong ánh mắt lộ vẻ nghiêm trọng. Diệp Quân bây giờ và Diệp Quân trước kia, đã hoàn toàn khác biệt rồi. Diệp Quân lạnh nhạt nhìn ba người Bùi thần hầu, không ra tay nữa, hai mắt hắn từ từ nhắm lại. Vì huyết mạch phong ma được kích hoạt, do đó, càng chiến đấu, thực lực của hắn sẽ càng mạnh. Đột nhiên, Diệp Quân biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc tiếp theo, một nhát kiếm đã đánh tới trước mặt Phản Chiêu Đế. Nhất kiếm quyết sinh tử. Lúc trước khi đối mặt với hòa thượng và đạo sĩ kia, hắn chưa phát huy loại kiếm kỹ này, vì hắn cố ý dành riêng cho Phản Chiêu Đế. Người phụ nữ này mới là nhân tố quyết định thật sự. Khoảnh khắc hắn thi triển nhất kiếm quyết sinh tử, uy lực đã mạnh hơn trước không chỉ hàng chục lần. Lúc nhìn thấy nhát kiếm này của Diệp Quân, sắc mặt của đám người Bùi thần hầu đều thay đổi nhanh chóng, vội vàng rút lui, muốn tránh khỏi mũi nhọn của nhát kiếm này. Chẳng mấy chốc, nhát kiếm của Diệp Quân đã đánh tới trước mặt Phản Chiêu Đế. Vẻ mặt Phản Chiêu Đế bình tĩnh, cô ta duỗi một ngón tay ra, sau đó nhẹ nhàng gõ một cái. Ầm. Ở đầu ngón tay, kiếm quang vỡ nát, Diệp Quân lập tức bị đánh bay ra xa hàng chục ngàn trượng. Ngay khi Diệp Quân dừng lại, thân xác hắn đã rách nát, máu tươi bắn tung tóe, đồng thời, kiếm thanh huyên trong tay hắn cũng xuất hiện vết rạn. Nhìn thấy cảnh này, đám người Bùi thần hầu đều ngạc nhiên vô cùng, dồn dập nhìn về phía Phản Chiêu Đế cầm đầu. Thực lực của người phụ nữ này thật sự là thâm sâu khó dò. Lúc này Nguyễn Thương cũng chấn động vô cùng. Bởi vì gã phát hiện, thật ra lúc đầu người phụ nữ này đã che giấu thực lực của bản thân.
Gã nhìn Diệp Quân ở nơi xa, vẻ mặt phức tạp. Lúc đầu gã đầu hàng, không phải là giả, nhưng sau đó, đúng là Sáng Thế Đạo Điện và Phản Chiêu Đế đã cho gã quá nhiều. Hơn nữa, gã không có lý do để từ chối. Bởi vì số kiếp thiên mệnh trên người Diệp Quân đã biến mất. Nơi xa, sau khi Diệp Quân dừng lại, hắn nhìn kiếm Thanh Huyên đã rạn nứt trong tay mình, biểu cảm nghiêm trọng. Hắn không ngờ, mình đã dùng toàn lực vào nhát kiếm này mà vẫn không thể lay chuyển được Phản Chiêu Đế. Chắc chắn là lúc đầu con ả này đã che giấu thực lực của mình. Phản Chiêu Đế nhìn Diệp Quân, cười nói, thì ra ngươi nhẫn nhịn lâu như vậy, là muốn giết ta. Nếu lúc bắt đầu Diệp Quân mà phát huy kiếm kỹ này, cho dù là đạo sĩ hay hòa thượng kia, chắc chắn đều không ngăn cản được. Diệp Quân lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó nói, Phản Chiêu Đế, có một chuyện ta khá tò mò. Phản Chiêu Đế cười nói, tò mò tại sao ta lại có quan hệ với Sáng Thế Đạo Điện, phải không? Diệp Quân gật đầu. Phản Chiêu Đế khẽ cười, ta chỉ có thể nói, Sáng Thế Đạo Điện không đơn giản như ngươi nghĩ, về phần những cái khác, ngươi sẽ sớm biết tất cả chân tướng thôi. Diệp Quân trầm giọng nói, ban đầu cô định ép cô của ta xuất hiện, mục đích là gì? Phản Chiêu Đế cười nói, ngươi thông minh như vậy, chắc có thể đoán ra được. Diệp Quân nói, sở dĩ lúc đầu cô lựa chọn đứng bên phía ta, giả vờ đối phó Sáng Thế Đạo Điện với ta, thật ra mục đích chân chính là muốn xem thử thực lực thật sự của cô ta, suy cho cùng, trước kia cô chỉ nghe nói về bà ấy, chưa tận mắt nhìn thấy, nên cô không thể biết rốt cuộc thực lực của bà ấy đã tới trình độ nào. Phản Chiêu Đế gật đầu, ngươi nói đúng một nửa. Diệp Quân cau mày. Phản Chiêu Đế đột nhiên nói, ngươi sai rồi. Diệp Quân cười nhìn Phản Chiêu Đế, nghi hoặc. Phản Chiêu Đế cười nói, ngươi đứng ở lập trường của ngươi, quả thực như thế là đúng, vì bảo vệ mọi người trong vũ trụ của ngươi, trấn áp ác đạo, không có gì đáng trách, nhưng ngươi lại lơ là một chuyện, vũ trụ và thế giới này không chỉ có những tu sĩ ấy, hơn nữa, điều quan trọng chủ yếu khiến vũ trụ kiếp bùng nổ là gì? Là do các tu sĩ cứ cướp đoạt không biết kiềm chế. Vũ trụ kiếp xuất hiện là do chính bản thân họ tạo thành. Diệp Quân nói, cô cũng là người tu luyện mà. Phản Chiêu Đế cười nó, phải, nhưng ta biết tuân theo chuyển động thiên đạo. Diệp Quân, người đã từng nghĩ, vì cứu những sinh linh của vũ trụ này, mà ngươi sẽ dẫn đến sự hủy diệt của vũ trụ này chưa? Giống như ngươi cứu một con dê, vội vàng đuổi sói đi, nhưng ngươi đã từng nghĩ, sói sẽ chết đói không? Diệp Quân nhìn Phản Chiêu Đế, ta cần thời gian. Phản Chiêu Đế lắc đầu, xin lỗi, ta không thể cho ngươi thời gian được, bởi vì tỉ muội tốt của ta đang đợi ta. Diệp Quân vẫn còn muốn nói gì, Phản Chiêu Đế lại nói, cho tới giờ, ta đều cảm thấy ngươi rất ngây thơ, thật đấy. Bởi vì ngươi hoàn toàn không hiểu cái gì là chuyển động của thiên đạo, cái gì là thiên đạo luân hồi, cái gì là đại đạo, dựa hết vào sự yêu thích của ngươi, cộng thêm cậy vào việc trong nhà có người, ngươi cưỡng ép, tham dự vào sự chuyển động tự nhiên của đại đạo. Trông có vẻ ngươi đang làm một chuyện vĩ đại, nhưng thật ra là một chuyện cực kỳ ngu ngốc. Đại đạo sao? Nghe thấy Phản Chiêu Đế ba hoa, Diệp Quân đột nhiên bật cười, Phản Chiêu Đế, cô thuận theo sự vận hành đại đạo tự nhiên, vậy ta hỏi cô, chẳng lẽ tất cả sinh linh trong vũ trụ này đều đáng phải chết sao? Đáng chết! Phản Chiêu Đế nhìn Diệp Quân, mặt không cảm xúc, sự xuất hiện của ác đạo, vốn dĩ bắt nguồn từ cái ác của tất cả chúng sinh. Có kết cục như vậy, chính là do bọn chúng tự tạo ra. Diệp Quân nổi giận nói, vậy ta hỏi cô, đứa trẻ vừa mới sinh ra, bọn chúng còn chưa từng tu luyện, vậy chúng đã tạo ra nghiệp gì chứ? Phản Chiêu Đế nhìn Diệp Quân, không trả lời. Diệp Quân cười khẩy, nếu nói đến tạo nghiệp, thì những người có thực lực cường đại như các người mới là tạo nghiệp thực sự, các người cướp đoạt đi vũ trụ này, cho dù có 100 tỷ sinh linh cộng lại cũng vĩnh viễn không thể so được với các người. Mà các người sau khi tu luyện có thực lực lớn đến mức không ai sánh được, thì lại dùng ánh mắt cao ngạo nhìn xuống người ở dưới, dùng những lời lẽ hoa mỹ nói rằng muốn bọn họ tuân theo sự vận hành đại đạo, tuân theo đại đạo tự nhiên, để bọn họ đi chịu chết. Dứt lời, hắn khẽ lắc đầu, Phản Chiêu Đế, cô thực sự khiến ta cảm thấy buồn nôn. Đây giống như hoàng triều ở thế tục, bọn họ lập ra quy tắc, nhưng bản thân bọn họ lại không cần phải tuân theo quy tắc. Mà bọn họ lại yêu cầu người bên dưới phải tuân theo quy tắc, người không tuân theo, là người sai, người đáng chết.
Quy tắc và luật pháp, trước nay đều dùng để trói buộc người nghèo. Phản Chiêu Đế nhìn Diệp Quân, không lên tiếng. Diệp Quân tiếp tục nói, Phản Chiêu Đế, ta và cô đều là người ích kỷ, chúng ta đều không vĩ đại như vậy đâu, vì vậy cô đừng nói với ta những điều vô nghĩa này nữa. Chân lý duy nhất không đổi của vũ trụ từ xưa đến nay đó là nắm đấm của ai mạnh thì người đó có tiếng nói. Cô giết ta, cô đúng, ta giết cô, ta đúng, chỉ đơn giản như vậy thôi. Hắn biết Phản Chiêu Đế nói những điều này với hắn, nhất định là muốn hủy đi đạo tâm của hắn, nhưng phải nói rằng, Phản Chiêu Đế đã quá xem thường hắn rồi. Nếu bây giờ Diệp Quân hắn bị người ta nói hai ba câu đã hủy đi đạo tâm của mình, vậy thực sự là đã phải sống vất vả như một con chó rồi. Phản Chiêu Đế bật cười, người nói không sai, quả thực đúng là như vậy. Bởi vì có năng lực tự phục hồi, vậy nên, cơ thể và thần hồn của Diệp Quân lúc này đều đang tự động hồi phục lại với tốc độ cực nhanh. Nhưng Phản Chiêu Đế vẫn không có ý định ra tay, trên mặt cô ta nở một nụ cười nhạt. Diệp Quân không tiếp tục để ý tới Phản Chiêu Đế nữa, hắn dùng kiếm thanh huyên để nhanh chóng phục hồi lại thần hồn của mình, sau đó hai mắt từ từ nhắm lại. Sau khi trải qua trận chiến vừa nãy, hắn cảm thấy thực lực của mình đã tăng lên rất nhiều. Nhưng khi đối mặt với Phản Chiêu Đế, hắn vẫn có một cảm giác bất lực sâu sắc, người phụ nữ này thực sự là sâu không lường được. Giống như nghĩ đến điều gì đấy, Diệp Quân quay đầu nhìn về bên phải phía kiếp giới, lúc này, khí tức của ác đạo bên trong kiếp giới càng lúc càng mạnh mẽ. Cảm nhận được cảnh này, Diệp Quân lập tức cau mày lại. Phản Chiêu Đế bật cười, biết ta đang chờ đợi cái gì chưa? Sắc mặt Diệp Quân tối sầm lại. Ác đạo. Hắn không biết sau khi ác đạo này xuất hiện sẽ trở nên đáng sợ như thế nào, dù sao, một khi đối phương ra ngoài, sẽ lập tức dung hợp tu vi của vạn thế giới, lại cộng thêm Phản Chiêu Đế này nữa. Hai tuyệt thế cường giả. Chính vào lúc này, Phản Chiêu Đế bỗng nhiên mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay của cô ta, có một đóa hoa đỏ tươi đột nhiên chậm rãi nở ra. Vào khoảnh khắc đóa hoa này xuất hiện, tất cả mọi người có mặt đều lập tức biến sắc. Vì khi đóa hoa đỏ tươi này xuất hiện, một luồng khí tức cực kỳ tà ác đột nhiên tràn ngập, luồng khí tức này giống như đến từ nơi sâu nhất ở địa ngục, như thể đã tập hợp lại hết tất cả cái ác của thế gian. Lực công kích hùng mạnh đó khiến đám cường giả Bùi Thần Hầu đều không thể chống đỡ được, đồng loạt lùi mạnh về phía sau. Mà khi bọn họ dừng lại, trên người bọn họ lại xuất hiện một luồng sáng đỏ nhàn nhạt, thần trí lập tức có phần mơ hồ. Điều này khiến bọn họ sợ hãi. Phải biết rằng, với thực lực hiện tại của bọn họ, khí tức bình thường không thể nào ảnh hưởng đến thần trí của bọn họ được. Cùng lúc đó, theo sự xuất hiện của đóa hoa đỏ tươi, vùng tinh không này đã bắt đầu từng chút một biến thành màu đỏ như máu. Không lâu sau, mấy trăm nghìn dặm xung quanh tinh không đều biến thành một biển máu, hơn nữa, còn đang lan rộng về bốn phía với tốc độ cực nhanh. Xa xa, khi Diệp Quân nhìn thấy đóa hoa đỏ tươi ấy, sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Vì thực lực công kích của luồng khí tức tà ác đó thực sự quá đáng sợ. Người có huyết mạch phong ma như hắn vậy mà cũng có phần không chịu nổi. Huyết mạch phong ma chịu đựng được, nhưng thần trí của hắn lại không chịu nổi. Lúc này, huyết mạch phong ma trong cơ thể Diệp Quân bỗng nhiên chủ động sôi trào lên, sức mạnh huyết mạnh cường đại từ trong cơ thể của hắn trào ra, sau đó bắt đầu cưỡng ép hấp thụ luồng khí tức ác đạo do bông hoa màu đỏ tươi đó phát tán. Phía xa, đóa hoa màu đỏ tươi cũng cảm nhận được huyết mạch phong ma, nó hiển nhiên rất phấn khích, điên cuồng run rẩy, cánh hoa cũng trải dài ra, tản ra từng luồng khí tức tà ác đáng sợ, nếu không phải do Phản Chiêu Đế siết chặt cuống hoa, nó đã bổ nhào về phía Diệp Quân rồi. Phản Chiêu Đế nhìn đóa hoa đỏ tươi trong tay cười, biết ngươi rất muốn, nhưng bây giờ thì không được, hơn nữa, ngươi không hấp thụ nổi huyết mạch của hắn đâu. Dứt lời. Cô ta nhìn thoáng qua Diệp Quân ở phía xa xa, lúc này Diệp Quân cũng đang khống chế huyết mạch phong ma của mình, vì hắn phát hiện, huyết mạch phong ma của hắn cũng muốn xông về phía đóa hoa đỏ tươi ấy. Cả hai đều muốn hấp thụ lẫn nhau. Diệp Quân nhìn chằm chằm đóa hoa đỏ tươi, khi tức tà ác tỏa ra từ trong đóa hoa là ác niệm mạnh thứ hai mà trước mắt hắn từng gặp, mạnh nhất chính là Táng Cương. Lúc trước khí tức huyết mạch phong ma mà nha đầu đó tỏa ra mới thực sự là đáng sợ. Mặc dù huyết mạch phong ma rất phấn khích, rất kích động, nhưng Diệp Quân vẫn cứng rắn áp chế nó lại.
Hắn hiểu rất rõ bây giờ cho dù Phan Chiêu Đế đưa bông hoa đỏ tươi đó cho hắn hấp thụ, hắn cũng không dám hấp thụ vì hắn hiện tại hoàn toàn không có cách nào chịu đựng được luồng ác niệm đáng sợ như thế ở đằng xa. Phan Chiêu Đế đột nhiên bật cười, biết đây là hoa gì không? Đã kịp chuyện chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 126.